Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 133. Thấy đầu nhìn sang, Mộ Niệm Niệm tiếp tục, đồ cô nương, ta không tin hắn lại chết dễ dàng như vậy, cô thì sao? Đồ không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhìn về nơi xa, ta hỏi cô một việc, cô thấy trí tuệ cô gái váy trắng kia thế nào? Đồ thấp giọng đáp, rất cao, nhưng nàng ấy chưa bao giờ dùng đến âm mưu quỷ kế này. Nàng ấy do dự một hồi rồi lại nói, ý cô là nàng ấy đã biết từ trước. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, ta không rõ, ta chỉ biết nàng tuyệt đối sẽ không để hắn chết đi một cách dễ dàng như vậy. Sau đó nàng ta hỏi người phụ nữ thần bí, cô thật sự không cảm nhận được cánh cửa tai ách kia sao? Đối phương lắc đầu, không được. Mộ Niệm Niệm cau mày, vậy trước kia cô? Cô gái đáp, ta chỉ có thể cảm nhận được nguyên nhân tai ách khi tập trung vào hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Mà bây giờ thì đã không cảm nhận được gì nữa. Mộ Niệm Niệm, một chút cũng không ư. Đúng vậy. Sắc mặt Mộ Niệm Niệm xa sầm. Đồ bỗng lên tiếng, chúng ta tiếp tục đuổi theo đi, sau có lại chờ tin tức của Đinh cô nương. Hai người còn lại nhìn sang, nàng ấy tiếp tục, nếu bà ấy có thể tìm được người đàn ông kia, thì cũng có thể biết huynh ấy còn sống hay không. Sau đó nàng đã hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Hy vọng hắn không sao. Mộ Niệm Niệm nói với người phụ nữ còn lại rồi cũng đuổi theo. Người phụ nữ thần bí chỉ lẳng lặng nhìn vào sâu trong vũ trụ, một tia hổ thẹn lóe lên trong mắt, xin lỗi. Con nhất định phải còn sống, để ta còn cơ hội bù đắp. Sau đó bà cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Một tháng sau, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tu luyện, từ đường kiếm này sang đường kiếm khác trong vũ trụ. Sức mạnh và tốc độ của thuấn sát nhất kiếm hiện nay đã đạt đến trình độ khi vẫn còn nhục thân thần cảnh trước kia, nhưng với hắn mà nói thì vẫn còn chưa đủ. Thứ hắn đang theo đuổi là cực hạn. Đạt đến cực hạn của bản thân rồi đột phá nó, chính thức chạm đến cảnh giới nơi tâm hướng về là nơi kiếm chỉ đến. Trong tinh không, Diệp Huyên liên tục vung kiếm, tinh không vô tận này như trở thành nơi tu luyện của hắn. Khoảng thời gian này, kiếm tu không rời đi, mà vẫn ở bên cạnh hướng dẫn hắn. Đương nhiên Diệp Huyên sẽ quý trọng cơ hội này. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy mình thiếu một sư phụ kiếm đạo tốt, mà bây giờ có kiếm tu này hướng dẫn, có thể nói là cơ hội nghìn năm có một của hắn. Cứ thế, lại một tháng trôi qua. Một tháng này, thuấn sát nhất kiếm của Diệp Huyên đã nhanh hơn khi hắn còn là thân thể thần cảnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Theo đuổi giới hạn, đột phá giới hạn. Đây mới là mục tiêu của hắn. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay phải của hắn đã tê dại, không thích hợp để tiếp tục tu luyện nữa. Phải nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu sử dụng tử khí tu bổ thân thể, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn nhìn kiếm tu ở bên cạnh, tiền bối, ta tu luyện thế nào? Kiếm tu cười nói, tạm được. Diệp Huyên lại hỏi, có chỗ cần cải thiện không? Kiếm tu gật đầu, lúc phung kiếm phải tâm bình khí hòa, không được nôn nóng, cũng không thể luyện vì luyện, có lúc cần dừng lại suy nghĩ, suy xét khuyết điểm của chiêu kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Kiếm tu cười khẽ, thiên phú của đệ không tệ, cũng chịu cố gắng, chỉ là quá nóng nảy, nếu có thể trầm tĩnh hơn, tĩnh tâm, muốn đạt tới phàm kiếm cũng không phải chuyện khó. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Đi từ Thanh Thành đến vũ trụ ngũ duy, hắn rất ít khi thật sự tĩnh tâm tu luyện. Giống như trước đây, sau khi Thính Vân truyền thụ thuấn sát nhất kiếm cho hắn, hắn cũng không tu luyện gì mấy, vì khi đó có huyết mạch chi lực và nhục thể, cho dù hắn không tu luyện cũng có thể phát huy ra uy lực của thuấn sát nhất kiếm. Nhưng điều đó khiến hắn không thể lĩnh hội tinh hoa của thuấn sát nhất kiếm. Nói một cách đơn giản là từ trước đến giờ, hắn quá lệ thuộc vào ngoại vật ngoại lực. Mà thực lực kiếm đạo của hắn lại yếu đến đáng thương. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đứng lên, tiếp tục phung kiếm. Con đường kiếm đạo, không có lối tắt. Lại một tháng trôi qua. Trong tinh không, Diệp Huyên nhắm mắt lại, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, không gian cách đó mấy nghìn trượng chợt nứt ra, một tia kiếm quang xuất hiện,
gần như cùng lúc đó, vô số kiếm quang lóe lên xung quanh hắn. Thuấn sát nhất kiếm. Không phải một tia thuấn sát nhất kiếm, mà là 10 tia. Bây giờ hắn đã có thể thi triển 10 tia thuấn sát nhất kiếm trong nháy mắt rồi. Hắn bây giờ đã đạt tới tốc độ cực hạn của thuấn sát nhất kiếm, không đúng, phải nói là hắn đã đạt tới giới hạn của bản thân. Kiếm kỹ không có giới hạn là ở con người. Vì nếu để kiếm tu này thi triển thuấn sát nhất kiếm, chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm vô thượng xuất hiện trong tay hắn, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tu cười khẽ, miễn cưỡng chấp nhận được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta phải làm sao mới có thể đột phá giới hạn của bản thân. Bây giờ, hắn còn cách cảnh giới nơi tâm hướng về là nơi kiếm chỉ đến mà kiếm tu nói một bước. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể đột phá tiềm năng của con người một cách nhanh nhất, vào khoảnh khắc sống chết mới dễ dàng để một người đột phá giới hạn của mình nhất. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, hắn nghĩ đến trận chiến sinh tử ở Thanh Thành trước đây, khi đó, dù thực lực yếu, nhưng mỗi lần sống sót, hắn đều trở nên mạnh hơn. Kiếm tu cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn cất kiếm, đi về phía tinh không xa xôi cùng kiếm tu. Hai người nhanh chóng đi tới trước ngọn núi lớn lơ lửng trong tinh không kia, hai người vừa đi đến, cố sư đã xuất hiện ngay trước mặt. Cố sư nhìn Diệp Huyên, sau đó, ông cau mày, vì ông phát hiện dường như Diệp Huyên này trở nên khác khác. Diệp Huyên chắp tay, tiền bối. Cố sư thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta hiểu. Dứt lời. Ông quay đầu nhìn về phía đỉnh ngọn núi, Thanh Nghiệp. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng từ trên đỉnh núi, một khắc sau, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thanh Nghiệp mặt váy tím bó sát người, tay trái cầm một thanh trường kiếm có vỏ, nàng ta vừa xuất hiện đã nhìn về phía Diệp Huyên. Cố sư ở bên cạnh cười nói, dừng tay đúng lúc. Nói xong, ông lùi sang một bên. Thanh Nghiệp đột nhiên biến mất. Một tia kiếm quang bay tới trước mặt Diệp Huyên, chiêu kiếm này còn nhanh hơn trước đây, uy lực cũng mạnh hơn. Rất rõ ràng là khoảng thời gian này Thanh Nghiệp cũng đã trở nên mạnh hơn. Đối mặt với chiêu kiếm này, nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn rút kiếm chém một phát. Kiếm chém xuống, kiếm quang của Thanh Nghiệp lập tức vỡ tan, nàng ta cũng bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Vừa mới dừng lại. Nàng ta vừa định ra tay lần nữa thì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày của nàng ta. Thuấn sát nhất kiếm. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh xa sầm mặt. Tốc độc chiêu kiếm này của Diệp Huyên mạnh hơn trước đây rất nhiều. Thanh Nghiệp nhìn Diệp Huyên, sao ngươi làm được thế? Không ngờ kiếm của Diệp Huyên lại nhanh đến mức nàng ta không kịp phản ứng. Diệp Huyên cất kiếm. Cười nói, luyện, luyện một cách điên cuồng. Thanh Nghiệp khẽ nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Diệp Huyên cười, còn phải nghĩ nữa, nghĩ rất nhiều. Thanh Nghiệp im lặng một lát rồi nói, chiêu kiếm của ngươi khi nãy là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên đáp, thuấn sát nhất kiếm, một sư tỷ truyền thụ cho ta. Thanh Nghiệp muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn học không? Thanh Nghiệp nhìn Diệp Huyên, ta không có gì để trao đổi với ngươi cả. Diệp Huyên cười khẽ, ta dạy cô miễn phí. Thanh Nghiệp nhìn Diệp Huyên, vô công bất thụ lộc. Diệp Huyên cười, chúng ta có thể luận bàn nghiên cứu. Thanh Nghiệp im lặng một lát rồi nói, được. Dứt lời, hai người bắt đầu luận bàn. Diệp Huyên truyền thụ thuấn sát nhất kiếm cho Thanh Nghiệp, thấy Diệp Huyên thật sự truyền thụ kiếm kỹ mạnh mẽ này cho mình. Thanh Nghiệp hơi bất ngờ, không chỉ nàng ta mà cố sư cũng thế. Vừa nhìn đã biết kiếm kỹ mà Diệp Huyên sử dụng không phải thứ tầm thường, mà Diệp Huyên lại cứ thế dạy cho Thanh Nghiệp. Thấy Diệp Huyên hào phóng như thế, Thanh Nghiệp cũng biết gì nói đấy, nói mãi không hết. Trong lúc trò chuyện với Thanh Nghiệp, Diệp Huyên thu hoạch rất nhiều thứ, vì trên người Thanh Nghiệp cũng có rất nhiều điều để hắn học tập, đặc biệt là việc sử dụng kiếm khí và nắm bắt thời cơ của nàng ta. Ngoài ra, Diệp Huyên còn hiểu hơn về nơi này tên là Tinh Vực Minh Hà, mà nơi này hoàn toàn không biết đến Vũ Trụ Ngũ Duy, không chỉ Vũ Trụ Ngũ Duy,
mà còn không biết cả thế giới Bà Sa và Ngân Hà giới. Nơi này cách vũ trụ ngũ duy quá xa. Thấy hắn đi từ vũ trụ ngũ duy đến đây chỉ mất không tới một ngày, nhưng đó là vì cánh cửa tai ách. Cánh cửa tai ách là một đường nối tinh không vụn vỡ, vô số vách ngăn vũ trụ đều bị nó xé rách, mà người bình thường hoàn toàn không thể làm được. Nếu đi như bình thường, dù với tốc độ của hắn thì đi từ đây đến vũ trụ ngũ duy cũng mất ít nhất trên 100 năm. Thật ra Diệp Huyên cũng hơi nghi ngờ, cánh cửa tai ách kia muốn dẫn mình đến đâu chứ? Lúc này, Kiếm Tu ở bên cạnh đột nhiên nói, tinh vực này có nơi nào rất nguy hiểm không? Nghe vậy, Cố Sư nhìn về phía Kiếm Tu, ông hơi do dự, sau đó nói, có một nơi, nhưng nơi đó quá nguy hiểm, với thực lực của tiểu hữu bây giờ. Kiếm Tu cười ngắt lời, không sao. Cố Sư nhìn Kiếm Tu, ông chỉ hướng bên phải, cách đây mấy trăm nghìn dặm có một dãy núi này tên là dãy núi Đại Hoang, bên trong dãy núi có rất nhiều dị thú hoang cổ cường đại. Nơi đó có thể nói là cấm địa với nhân loại chúng ta. Dãy núi Đại Hoang. Kiếm Tu gật đầu, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thanh Nghiệp cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn và Kiếm Tu bèn muốn rời đi, mà lúc này, Cố Sư ở bên cạnh đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyên và Kiếm Tu dừng bước, Kiếm Tu nhìn về phía Cố Sư trầm giọng nói, hai vị, nơi đó rất nguy hiểm, đặc biệt là sâu trong dãy núi Đại Hoang có một lão tổ của hung thú, con thú này rất ghét loài người, nếu hai người đi vào dãy núi Đại Hoang, một khi thức tỉnh nó. Nói đến đây, ông im lặng. Mà lúc này, Kiếm Tu đột nhiên nói, lão tổ của hung thú này mạnh lắm sao? Cố Sư nhìn Kiếm Tu, nghiêm túc đáp, rất mạnh. Kiếm Tu cười khẽ, vậy chẳng phải là chuyện tốt ư? Cố Sư. Kiếm Tu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đi thôi. Dứt lời, hắn ta dẫn Diệp Huyên xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Sư nhìn theo Kiếm Tu và Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, rốt cuộc hai người này đến từ đâu, mà cả dãy núi Đại Hoang cũng không biết. Thanh Nghiệp cất lời, có khi nào là đến từ nơi đó không? Cố Sư lắc đầu, không có khả năng đó lắm. Thanh Nghiệp trầm giọng nói, khi nãy thiếu niên kia đã hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan đến tinh vực của chúng ta, có thể nhìn ra đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Nếu không phải đến từ nơi đó, vậy rốt cuộc hắn đến từ đâu? Cố Sư lắc đầu cười khẽ kệ đi, có lẽ hai người họ chỉ là khách qua đường ở tinh vực chúng ta mà thôi. Nói xong, ông xoay người rời đi. Thanh Nghiệp nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, có lẽ sẽ còn gặp lại nhỉ. Dứt lời, nàng ta lắc đầu, xoay người rời đi. Cuối tinh không xa xôi. Kiếm Tu đột nhiên cất lời, cần phải tìm một đối thủ mạnh cho đệ. Diệp Huyên hỏi, mạnh đến mức nào? Kiếm Tu ngẫm nghĩ, sau đó đáp, mạnh đến mức có thể giết đệ. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có phải mạnh quá rồi không? Kiếm Tu lắc đầu, không. Nếu đệ muốn đột phá giới hạn của mình thì nhất định phải đẩy mình vào bước đường cùng. Dứt lời, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, có thể cảm nhận được hơi thở tử vong thì nên cảm thấy hạnh phúc, vì như thế chứng minh đệ còn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Mà ta đã muốn cảm nhận hơi thở tử vong đó mấy trăm nghìn năm rồi. Đệ có biết vô địch đau khổ đến mức nào không? Nói đến đây, hắn ta im lặng một lát rồi nói tiếp, ta rất đau khổ. Diệp Huyên, vô địch đau khổ đến mức nào? Diệp Huyên cảm thấy cạn lời. Sao hắn hiểu được? Hắn đã vô địch bao giờ đâu? Kiếm Tu này nói chuyện thật sự khiến người ta tổn thương quá. Nhưng hắn cũng biết Kiếm Tu này nói thật, mà đó mới là điểm chí mạng nhất. Một người huênh hoang không đáng sợ, đáng sợ là những gì hắn ta huênh hoang đều là thật. Kiếm Tu đột nhiên nói tiếp, quý trọng cảm giác lúc này đi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, e rằng ta còn cách vô địch một đoạn đường rất dài. Kiếm Tu cười nói, cứ từ từ, ít nhất bây giờ đệ cũng giống một Kiếm Tu, hơn nữa đệ cũng có thể lấy được sự tự tin từ trong kiếm của mình, đây là một chuyện tốt. Tự tin.
Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, không thể không nói, hắn lúc này thật sự hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia, sự tự tin của hắn đến từ thân thể và huyết mạch chi lực, còn có các ngoại vật khác. Nhưng bây giờ, sau khi không có ngoại vật và ngoại lực, hắn vẫn có thể tự tin khi cầm kiếm. Sự tự tin mà kiếm cho hắn. Cảm giác này rất thoải mái. Sự tự tin của hắn bây giờ chính là đến từ kiếm đạo. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, sau này ta vẫn có thể sử dụng huyết mạch chi lực và tu luyện thân thể nữa chứ? Kiếm tu gật đầu, đương nhiên là có thể. Dù là huyết mạch chi lực hay thân thể của đệ cũng là do đệ tu luyện được. Nhưng trước đó, tốt nhất đệ nên đạt tới phàm kiếm chân chính, nếu có thể đạt tới cảnh giới đó, sau này đệ sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, khiến mình mất phương hướng bởi những tác động bên ngoài nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Kiếm tu cười nói, việc đệ phải làm bây giờ là đột phá giới hạn của bản thân, cho nên chúng ta cần tìm đối thủ mạnh, đệ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyên nhìn về phía xa, cười nói, ta đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Kiếm tu gật nhẹ đầu, thế thì tốt. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, cánh cửa tai ách trong tháp sốt cuộc là thứ gì vậy? Kiếm tu lắc đầu, không rõ lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, cánh cửa này có thể tạo ra tai ách chi kiếp. Kiếm tu nói, có lẽ bên trong nó có tồn tại pháp tắc vũ trụ nào đó. Kiếp nạn này được sinh ra theo pháp tắc. Diệp Huyên nhíu mày, pháp tắc vũ trụ. Kiếm tu cười nói, một pháp tắc tồn tại trong vũ trụ, pháp tắc này để một vũ trụ tiếp tục tồn tại. Diệp Huyên hỏi, lợi hại lắm sao? Kiếm tu cười khẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Huyên cạn lời, hắn phát hiện không thể hỏi kiếm tu vấn đề này, vì chỉ đến thế mà kiếm tu nói chắc chắn không phải chỉ đến thế mà hắn nghĩ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối, nguyên nhân tai ách kia. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, ta đã ngăn cản nguyên nhân tai ách kia giúp đệ rồi, tạm thời đệ sẽ không sao. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiền bối, nếu huynh rời đi, vậy nguyên nhân tai ách kia? Kiếm tu cười nói, đệ phải đối mặt với bản thân mình. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên biết hắn không thể để người khác ngăn cản nguyên nhân tai ách giúp mình mãi, hắn phải tự mình gánh vác. Cố gắng. Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay mình, hắn cười khẽ. Thanh Nhi và kiếm tu này có thể khiến tất cả nhân quả không dính vào mình, Diệp Huyên hắn cũng có ngày sẽ làm được. Trên đường đi, thỉnh thoảng Diệp Huyên sẽ hỏi kiếm tu một vài vấn đề, mà kiếm tu cũng đều trả lời, điều này khiến Diệp Huyên biết được rất nhiều chuyện xưa, ví dụ như kiếm tu trước mắt cũng là xuất thân từ kiếm tông. Trong vùng tinh không nào đó, Đinh Cô Nương và An Lan Tú Ngự không tiến lên. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Tìm người đàn ông áo xanh. Lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn về phía sâu trong tinh không, hơi nhíu mày. An Lan Tú nhìn bà ấy, sao thế? Đinh Cô Nương nói nhỏ, hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. An Lan Tú trầm giọng hỏi, có thể chủ động liên lạc không? Đinh Cô Nương lắc đầu, ta không có khả năng đó. An Lan Tú xa sầm mặt. Đinh Cô Nương đột nhiên nói, đi tìm một người khác trước đi. An Lan Tú hỏi, ai? Đinh Cô Nương đáp, một người bạn cũ. Dứt lời, bà ấy dẫn theo An Lan Tú biết mất ở cuối tinh không. Dãy núi Đại Hoang. Kiếm tu dẫn Diệp Huyên đi tới dãy núi mà cố sư nói, dãy núi này đứng sững trong tinh không, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Trong dãy núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở dốc. Trong tiếng thở mang theo áp lực mạnh mẽ, khiến người ta thấy sợ hãi. Diệp Huyên nhíu mày, dãy núi này không đơn giản. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn lúc này. Kiếm tu chỉ về phía dãy núi Đại Hoang, đi trăm vạn dặm đến đầu bên kia ngọn núi, ta đợi đệ ở đó. Diệp Huyên chớp mắt, ta đi một mình sao? Kiếm tu gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì ư? Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó nói, chỉ cần đi đến đó là được rồi à. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, không phải ngự kiếm phi hành, không phải dựa vào ngoại vật, không phải bày mưu tính kế, càng không phải dựa vào tiểu tháp trong người đệ. Nếu đệ vi phạm bất cứ điều nào,
thì duyên phận giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Hắn biết kiếm tu muốn rèn luyện mình. Kiếm tu vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, mưu trí cũng là một phần thực lực, nhưng lúc này, ta hy vọng đệ sẽ không sử dụng đầu óc của mình, ta muốn đệ phải dùng thực lực của mình, chậm một chút cũng được, bao lâu cũng được, ta sẽ đợi đệ ở đầu bên kia. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, quan sát một lượt dãy núi đại hoang này. Thật ra hắn cũng không tự tin lắm, vì chỉ đứng đây thôi mà hắn đã cảm nhận được nguy hiểm rồi, mà trong đó còn có rất nhiều hơi thở không rõ. Nếu là trước đây, hắn vẫn khá tự tin, vì dù hắn chỉ là thành đạo cảnh, nhưng thân thể của hắn cũng đã đạt tới thần cảnh. Mà bây giờ thân thể không có ở đây, hắn chỉ là một kiếm tu thành đạo cảnh mà thôi. Hơn nữa còn không có huyết mạch chi lực. Hắn bây giờ chỉ có kiếm mà thôi. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Kiếm. Diệp Huyên cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, sau một hồi im lặng, hắn chợt nhếch miệng cười, có kiếm còn chưa đủ sao? Dứt lời, hắn đi về phía dãy núi kia. Kiếm tu. Bây giờ Diệp Huyên hắn là một kiếm tu. Diệp Huyên nhanh chóng đi vào trong dãy núi, vừa đi vào, xung quanh thoáng chốc tối lại, vì xung quanh là cổ thụ chọc trời. Ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy nhánh cây vô tận. Mà dưới chân còn là cỏ dại cao mấy trượng, hắn chỉ có thể đạp cỏ bước đi. Diệp Huyên cầm kiếm bên tay trái, nét mặt bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị để đối phó với mọi chuyện rồi. Đi khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyên vẫn không gặp chút nguy hiểm nào, ngay cả một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Nhưng nét mặt của hắn lại ngày càng nặng nề hơn. Vì điều này chứng tỏ khu vực này rất có thể có hung thú cường đại. Nếu là trước đây, hắn sẽ lén lút đi qua, dù sao kỹ thuật ẩn nấp của hắn luôn rất tốt, nhưng bây giờ hắn không thể làm thế. Hắn đến để rèn luyện. Không phải tới để chơi. Chỉ có thể đánh nhau mà bước qua. Nhưng nhìn dãy núi vô tận và những nguy hiểm khó đoán trước mắt, hắn thấy hơi mơ hồ. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, tự nhiên không có thân thể và huyết mạch chi lực vẫn không quen lắm. Lệ thuộc. Trước đây, hắn thật sự quá lệ thuộc vào thân thể và huyết mạch chi lực. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Huyên tiếp tục tiến lên, bắt đầu tăng tốc. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên đi tới trước một cái hồ, hồ rộng khoảng mấy nghìn trượng, nước hồ trong suốt thấy đáy, rất đẹp. Diệp Huyên vẫn không dừng bước. Hắn đi về phía bên kia hồ. Mà tay của hắn vẫn nắm chặt kiếm vô thượng. Lúc đi tới mặt hồ, không trung trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện hoa tuyết. Thấy thế, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta chỉ đi ngang qua thôi. Thật đấy. Hoa tuyết ngày càng nhiều, chẳng mất chốc mặt hồ đã bắt đầu đóng băng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, thân thể của hắn cũng bị kết băng. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Thuật rút kiếm. Kiếm chém xuống, một tia kiếm quang bay đi, vô số hoa tuyết vỡ tan, băng trên mắt hồ cũng nứt ra. Dưới chiêu kiếm này, băng trên mắt hồ đều sắp vỡ tan. Lúc này, một bóng trăng bay lên từ sâu dưới đáy hồ. Diệp Huyên nhíu mày, rút kiếm chém xuống. Ong! Tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa. Sau chiêu kiếm này của Diệp Huyên, nước hồ trước mặt hắn đột nhiên bắn tung tóe. Bóng trắng kia cũng bị chiêu kiếm này chém lui về phía sâu trong đáy hồ. Nhưng một khắc sau, nước hồ xung quanh chợt biến thành những miếng băng, băng như lưỡi dao lao nhanh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cắm kiếm vào vỏ, một khắc sau, hắn lại rút kiếm chém ra, kiếm quang như thác. Những miếng băng trước mặt hắn lập tức vỡ nát, kiếm quang như cầu vồng chém thẳng về phía bóng trắng kia. Bóng trắng đột nhiên biến thành một tia sáng trắng lao tới. Kiếm quang nổ tung, một bóng trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, một miếng băng chém thẳng về phía giữa chân mày của Diệp Huyên. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn rút kiếm ra chém thêm phát nữa. Kiếm quang bắn ra từ trước mặt Diệp Huyên, bóng trắng lại lùi cả trăm trượng. Không gian xung quanh bóng trắng chấn động, sau đó bóng trắng dần ngưng tụ lại, là một cô gái. Cô gái có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ thẫm, sau lưng có một cái đuôi trắng thật dài.
Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi là yêu thú gì vậy? Chiêu thức của con yêu thú này khi nãy hơi giống với thuật thần thông của con người, khiến hắn hơi tò mò. Cô gái nhìn Diệp Huyên, lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết chiêu rút kiếm kia thôi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, ta chỉ đi ngang qua thôi. Cô gái tỏ vẻ giễu cợt, ai cho ngươi can đảm thế? Ngươi! Lúc này, cô gái chợt trợn mắt, sâu trong mắt nàng ta có kiếm quang lóe lên, mà khi nàng ta muốn ra tay thì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày nàng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, chỉ đi ngang qua thôi. Cô gái nhìn Diệp Huyên một lúc rồi nói, làm phiền ngươi rồi. Dứt lời, nàng ta biến thành một dòng khí màu trắng bay xuống đáy hồ. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên. Thấy cô gái cứ thế biến mất, Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Cứ thế đi luôn à? Không nói thêm câu gì luôn. Một lát sau, Diệp Huyên cất kiếm đi, tiếp tục tiến về phía trước. Nét mặt hắn rất nặng nề. Yêu thú nơi này không giống yêu thú hắn gặp ở bên ngoài lắm, quan trọng nhất là yêu thú nơi này không quá ngu ngốc, biết ứng xử, biết tiến lùi. Yêu thú không đáng sợ, yêu thú có văn hóa mới đáng sợ. Hắn biết có lẽ con đường tiếp theo hơi khó đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi qua cái hồ kia, đi vào một khe núi, hai bên khe núi là hai ngọn núi cao chọc trời, thỉnh thoảng có chim muông lướt qua. Diệp Huyên chậm rãi đi qua khe núi, hắn tập trung cao độ, kiếm trong tay chuẩn bị ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Sở trường của hắn là tập kích. Vì thế nên hắn cũng sợ bị tấn công bất ngờ. Dù sao bây giờ hắn cũng không có thân thể mạnh mẽ, nếu bị đánh lén thì chắc chắn sẽ toi mạng. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi vào chỗ sâu trong khe núi, trong đỉnh núi trước mặt hắn có mây mù lượn quanh, tầm nhìn mơ hồ. Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, nét mặt bình tĩnh. Hắn tiến về phía trước một cách quang minh chính đại, không hề che giấu hơi thở của mình, nói cách khác. Nếu nơi này có yêu thú cường đại thì chắc chắn đối phương có thể phát hiện ra hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không cảm nhận được hơi thở của yêu thú. Chẳng lẽ không có yêu thú? Trong đầu Diệp Huyên xuất hiện suy nghĩ này. Nhưng lúc này, một ngọn núi lớn bên phải hắn đột nhiên rung lên, một khắc sau, một con mãng xà màu đen phá núi bỏ ra, đầu mãng xà to như ba thùng nước tắm, miệng cũng há to, nó lao thẳng về phía Diệp Huyên. Muốn nuốt chửng lấy hắn. Thấy con mãng xà đột nhiên xuất hiện này, Diệp Huyên phản ứng vô cùng nhanh, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, rút kiếm chém ra. Thuật rút kiếm. Chiêu kiếm chém xuống, kiếm mang nhắm thẳng về phái đầu của mãng xà. Kiếm quang lập tức vỡ nát, Diệp Huyên lùi xa cả trăm trượng, nhưng con mãng xà kia lại không bị làm sao cả. Thấy thế, Diệp Huyên xa sầm mặt. Thân thể của con mãng xà này ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh cao. Dù không đạt tới thần cảnh, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Con mãng xà ở phía xa nhìn xuống Diệp Huyên, loài người. Giọng nói nặng nề, mang theo cảm giác áp lực. Diệp Huyên gật đầu. Mãng xà nhìn chằm chằm hắn, cút. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, một khắc sau, hắn chợt biến thành một tia kiếm quang bắn tới. Ngông cuồng. Mãng xà hét to, lao thẳng về phía Diệp Huyên, lực lượng kinh khủng đến mức xé rách không gian. Diệp Huyên chém một kiếm lên đầu mãng xà, kiếm quang nổ tung trên đầu nó, Diệp Huyên liên tục lùi lại, mà đầu của con mãng xà kia cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thấy mình bị một con người đả thương, con mãng xà lập tức vô cùng giận dữ, nó hét lên một tiếng, đang định lên tiếng thì lúc này, một thanh kiếm chợt cắm vào mắt phải của nó. Phập. Bên mắt phải của con rắn có máu tươi bắn tung tóe, mà thanh kiếm vẫn không dừng lại, di chuyển nhanh như chớp xuyên qua người con mãng xà. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ chân trời. Trên không trung, con mãng xà kia run rẩy dữ dội, sau đó rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Vẫn chưa chết. Diệp Huyên cũng không đuổi cùng giết tận, thắng là được rồi. Hắn mở lòng bàn tay. Thanh kiếm bay về trong tay hắn, sau đó hắn đi về phía xa. Trên mặt đất, con mãng xà nhìn chằm chằm Diệp Huyên, loài người. Diệp Huyên vẫn không quay đầu lại. Lúc này,
Con mãng xà đột nhiên hét to, loài người, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi! Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên bay xuống từ trên trời, cuối cùng cắm thẳng vào đầu con mãng xà. Phập! Giọng nói của mãng xà chợt dừng lại. Phía xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bay ra từ trong người mãng xà, cuối cùng dừng lại trong tay hắn. Diệp Huyên cắm kiếm vào vỏ, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, Diệp Huyên khép hờ mắt, vẫn luôn nhớ lại cảnh đánh nhau với mãng xà. Nếu đánh nhau một cách bình thường, hắn hoàn toàn không thể chém chết nó một cách dễ dàng như thế. Vì dù thuật rút kiếm của hắn có thể phá vỡ phòng ngự của mãng xà, nhưng lại không thể giết được nó. Sở dĩ hắn có thể chém chết nó bằng một kiếm là vì thuấn sát nhất kiếm, đương nhiên không chỉ vì thế, mà còn vì hắn tìm ra chỗ sơ hở của con mãng xà. Đôi mắt. Rất rõ ràng dù con mãng xà có thân thể mạnh mẽ, nhưng đôi mắt thì lại không. Việc này làm hắn nghĩ tới bản thân, trước đây hắn là thân thể thần cảnh, mí mắt của hắn rất cứng rắn, nhưng đôi mắt thì lại không, nếu có người dùng kiếm nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng thì hắn cũng có thể bị giết chết trong nháy mắt. Nhược điểm. Làm kiếm tu phải giỏi tìm nhược điểm, ra tay từ nhược điểm, đỡ mất sức nhưng nhận được thành quả to. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, bước nhanh hơn. Khoảng một canh giờ sau, hắn đi tới cuối khe núi. Hắn dừng lại ở cuối khe núi, vì trước mặt hắn là một cái đầu rắn khổng lồ. Chính là con mãng xà bị hắn chém chết trước đó. Trên cái đầu rắn khổng lồ này có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông mặc trường bào xanh lá, trên đầu là rắn nhỏ nhoi nhúc, những con rắn này còn đang ngọ nguậy, trông rất đáng sợ. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, cứ nhìn mãi như thế, còn đang nở một nụ cười tà ác. Diệp Huyên không nói gì mà tiếp tục tiến về phía trước, khi hắn đi tới chỗ cách người đàn ông mười mấy trượng, gã đột nhiên biến thành một tia lục quang biến mất. Diệp Huyên rút kiếm chém tới. Oanh! Nơi kiếm quang chém xuống có lục quang lượn lờ, người đàn ông liên tục lùi lại, nhưng không gian xung quanh Diệp Huyên cũng bắt đầu trở nên mục nát. Nọc độc! Diệp Huyên nhíu mày, hắn tiến lên một bước, kiếm vực xuất hiện, một khắc sau. Vô số kiếm quang đan xen nhau trong kiếm vực của hắn, sau đó, nọc độc trong không gian xung quanh đều bị hắn chém tan. Người đàn ông cau mày, vực. Diệp Huyên nhìn gã, người đàn ông trầm giọng nói, loài người, vì sao ngươi lại đến đây? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, đi ngang qua. Người đàn ông nhìn hắn chằm chằm, đi ngang qua. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên một lúc. Sau đó nói, ta cho ngươi đi qua. Diệp Huyên lắc đầu, đánh một trận trước rồi tính. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, sau đó, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt người đàn ông kia, người đàn ông híp mắt lại, đột nhiên đánh tới một quyền, cú đấm khiến không gian rung động. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, người đàn ông lùi lại mấy chục trượng, gã vừa mới dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện, sau đó rút kiếm chém một phát. Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ dữ tợn, gã nâng hai tay, trong nháy mắt, không gian xung quanh gã và Diệp Huyên lập tức biến thành một vùng xanh lá đậm. Diệp Huyên thu kiếm, lùi lại chừng trăm trượng. Hắn nhìn kiếm của mình, kiếm vô thượng cũng đã biến thành màu xanh lá đậm, đang bị ăn mòn, nhưng cũng may thanh kiếm này có chức năng tự phục hồi. Nhưng tay phải của hắn thì không có chức năng đó, đã bị ăn mòn một mảng lớn, có thể thấy cả xương trắng. Nếu không phải hắn nhanh chóng rút lui thì đừng nói cái tay này, có lẽ cả người cũng sẽ bị ăn mòn, dù sao bây giờ thân thể của hắn cũng không có năng lực hồi phục mạnh mẽ. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, đánh nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đánh. Dứt lời, hắn lại biến mất, một tia kiếm quang lóe lên. Xa xa, người đàn ông tiến lên một bước, đánh một quyền tới, trong nắm đấm còn mang theo vô số chất lỏng màu xanh lá. Nọc độc. Nhìn thấy những nọc độc này, Diệp Huyên lập tức khởi động kiếm vực, một khắc sau, vô số kiếm quang chém tan những nọc độc kia, kiếm của hắn tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía người đàn ông kia, lần này, người đàn ông lại không hề tránh né, mặc cho kiếm của Diệp Huyên đâm vào trước ngực mình, nhưng kiếm vừa mới đâm vào nửa tấc đã không thể đâm sâu vào nữa, mà sắc mặt Diệp Huyên lại thay đổi, lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại.
Kiếm vô thượng trong tay hắn đã biến thành màu xanh lá đậm, hơn nữa còn có một nọc độc mạnh mẽ theo kiếm lan đến tay phải của hắn. Tay phải của Diệp Huyên khẽ run, một luồng kiếm ý mạnh mẽ lan ra từ trong tay phải của hắn, những nọc độc kia bị loại bỏ, nhưng ra bên ngoài bàn tay đều đã bị ăn mòn. Thấy thế, Diệp Huyên xa sầm mặt. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, người đến để rèn luyện. Diệp Huyên không trả lời gã, hắn nhìn kiếm vô thượng trong tay, vì sao kiếm của mình không thể ngăn cản chất độc này chứ? Chắc chắn không phải vì kiếm. Kiếm của mình vẫn chưa đủ mạnh. Hắn không sử dụng thuấn sát nhất kiếm vì hắn muốn rèn luyện năng lực cận chiến của mình. Thuấn sát nhất kiếm rất mạnh, nhưng nếu gặp yêu thú có thân thể cấp bậc thần cảnh, thì thuấn sát nhất kiếm của hắn chẳng có chút tác dụng nào cả. Khi đó sẽ phải đánh tay không? Có điều hắn không ngờ nọc độc của người đàn ông này lại mạnh đến thế, dưới tình huống không sử dụng thuấn sát nhất kiếm, hắn hoàn toàn không thể ra tay. Lúc này, người đàn ông kia lại nói, đánh nữa không? Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, tay phải của hắn đã gần như hồi phục, dù không có huyết mạch bất tử, nhưng thân thể vẫn có năng lực tự hồi phục, đương nhiên là không bằng khi có huyết mạch. Nếu có huyết mạch bất tử, hắn có thể tắm bằng nọc độc này luôn. Tiếc là không có. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía người đàn ông, một khắc sau, hắn biến mất, người đàn ông híp mắt lại, gã nắm chặt hai tay, trong nháy mắt, không gian xung quanh gã lập tức biến thành một vùng màu xanh đậm. Nọc độc. Lúc này, một lực lượng thần bí bao phủ lấy người đàn ông, sau đó, vô số kiếm quang đan chéo khắp nơi trong kiếm vực cắt qua, trong nháy mắt, những nọc độc kia lập tức bị chém tan. Một thanh kiếm nhắm thẳng vào đầu người đàn ông. Người đàn ông nhíu mày, gã đang muốn ra tay thì lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên biến mất, người đàn ông hơi sửng sốt, một khắc sau, hắn chợt xoay người đánh ra một quyền, trên nắm đấm có một tia kiếm quang chém tới, nhưng thanh kiếm này vừa chạm vào cú đấm của gã đã biến mất, một khắc sau, xung quanh người đàn ông xuất hiện vô số kiếm quang. Phụt 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 phụt. Tiếng chém không ngừng vang lên. Nhưng âm thanh đó chỉ vang lên trong nháy mắt, sau đó, những kiếm quang và kiếm vực đều biến mất, Diệp Huyên quay lại vị trí ban đầu. Lúc này, quanh người người đàn ông chẳng chịt vết kiếm. Người đàn ông vừa định ra tay, nhưng Diệp Huyên đã trở lại chỗ cũ, ông ta sửng sốt, nhưng một khắc sau, Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông ta, mấy chục tia kiếm quang lóe lên xung quanh người đàn ông, nhưng sau đó, Diệp Huyên lại trở về chỗ cũ. Điều này khiến người đàn ông đang muốn đánh trả sửng sốt, vì lúc gã muốn ra tay thì Diệp Huyên đã chạy mất rồi. Câu giờ. Chỉ đánh mấy cái đã chạy. Lúc này, Diệp Huyên lại biến mất, người đàn ông híp mắt, gã đánh ra một quyền, nhưng lúc đánh ra, gã lại ngơ ngác. Vì Diệp Huyên hoàn toàn không ra tay. Cú đấm này của gã cứ thế đánh vào trong không khí. Lúc này, Diệp Huyên lại biến mất. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, một thanh kiếm nhắm thẳng vào đầu gã, người đàn ông siết chặt hai tay, vô số nọc độc bay ra từ trong người gã, nhưng khi nọc độc của gã xuất hiện, Diệp Huyên lại trở về vị trí ban đầu. Nọc độc này cũng không thể tấn công tới hắn. Diệp Huyên lại định ra tay, nhưng người đàn ông kia lại nói, dừng lại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông nhìn hắn, đại ca, ta đầu hàng, ngươi đi đi. Dứt lời, gã lùi sang một bên, nhường đường. Diệp Huyên. Lúc này trong lòng người đàn ông có hơi khó chịu. Vì tốc độ là khuyết điểm của gã. Tốc độ của gã không bằng Diệp Huyên, vì thế nếu Diệp Huyên dùng cách này, cộng thêm việc kiếm của Diệp Huyên có thể phá vỡ phòng ngự của gã, cho nên gã cũng đành chịu. Chỉ có thể chịu thua. Nếu không tiếp tục như thế, gã sẽ bị kéo dài thời gian đến chết. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, hắn chớp mắt, không đánh nữa ư. Người đàn ông lắc đầu, không đánh nữa. Chịu thua, ngươi đi đi. Diệp Huyên hơi cạn lời. Thật ra hắn đang đánh rất hăng. Vì hắn học được một cách đánh nhau mới. Trước kia, hắn dựa vào việc có thân thể mạnh mẽ và huyết mạch chi lực nên luôn dùng vũ lực với tất cả mọi chuyện, đương nhiên lúc đó hắn có khả năng đó. Nhưng điều này khiến kiếm đạo của hắn trở nên vô cùng nhàm chán. Dùng vũ lực không bằng người ta thì phải làm sao? Giống như gặp phải cao thủ như Tam cô nương ấy.
đến giờ hắn vẫn còn nhớ lúc đối luyện với Tam cô nương. Từ đầu đến cuối đều bị áp đảo hoàn toàn. Vì sao? Vì hắn không biết linh hoạt. Nếu gặp phải người yếu hơn mình, chỉ dùng vũ lực chắc chắn có thể chiến thắng, nhưng nếu gặp người mạnh hơn mình thì sao? Kiếm đạo không phải cứng nhắc không thay đổi. Giống như khi nãy, hắn chọn đấu bằng vũ lực, nhưng hai bên sẽ cùng có hại. Vì nọc độc của người đàn ông có thể mang đến uy hiếp cho hắn, nhưng sau khi đổi một cách khác, hắn đã có thể áp chế người đàn ông. Trước đây kiếm đạo của hắn từng đạt tới kiếm biến, nhưng đến tận lúc này, hắn mới hiểu thế nào thật sự là biến. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Hắn rất vui vì đã gặp kiếm tu đó, nếu không, đến tận bây giờ hắn vẫn còn mất phương hướng trong ngoại lực ngoại vật. Có một số chuyện, người khác nói cũng vô dụng, chỉ khi mình đích thân trải qua mới có thể hiểu được đạo lý bên trong. Giống như người khác nói dao cắt thịt đau, người cũng biết là đau, nhưng nếu dao không cắt vào ngươi một cái, người sẽ không biết đau đến mức nào, cũng sẽ không biết đó rốt cuộc là cảm giác gì. Lúc này, hắn dần hiểu dụng ý thật sự của kiếm tu khi bảo hắn đi qua dãy núi này rồi. Diệp Huyên cất kiếm, hắn nhìn người đàn ông, đắc tội rồi. Nói xong, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn tới đây để rèn luyện, nếu không cần thiết, đương nhiên hắn sẽ không gây thù chuốc oán. Lúc này, người đàn ông đột nhiên nói, người muốn đi ra ngoài như thế này à? Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn về phía người đàn ông, gật đầu, đúng thế. Người đàn ông lắc đầu, người không đi ra được đâu. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Người đàn ông nhìn hắn, tốt nhất bây giờ ngươi nên đi ngược về. Nếu không, chắc chắn ngươi sẽ chết ở bên trong. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao lại nói thế? Người đàn ông lạnh nhạt giải thích, ngươi đến đây đã quấy rầy đến chúng ta, bây giờ vô số đại yêu đều đã biết đến ngươi. Phía trước có rất nhiều đại yêu đang đợi ngươi đi qua. Bọn họ đều đang đánh cược xem ngươi có thể đi bao xa. Diệp Huyên chớp mắt, đều biết đến ta. Người đàn ông gật đầu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, lớn chuyện như thế sao? Người đàn ông đáp, đã gần trăm năm không có loài người đặt chân đến nơi này rồi. Ngươi vừa bước vào, chúng ta đã có thể ngửi thấy mùi của loài người. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, các ngươi sẽ không đánh hội đồng ta chứ? Nét mặt người đàn ông không chút cảm xúc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thế, cũng khinh thường việc đánh hội đồng. Nhưng ta có thể cho ngươi biết, con đường tiếp theo của ngươi sẽ rất khó đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ở nơi này ngươi thuộc cấp bậc gì? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, vấn đề này, ta từ chối trả lời. Diệp Huyên. Người đàn ông không nói gì thêm, xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía xa. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ một lát, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Đánh nhau đến khi ra ngoài. Đây là nhiệm vụ kiếm tu giao cho hắn. Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, cười khẩy một tiếng, ông đây từng sợ ai chứ? Diệp Huyên nhanh chóng biến mất ở cuối khe núi. Ra khỏi khe núi là một đồng bằng, tầm nhìn rộng rãi, không thấy điểm cuối. Diệp Huyên tiếp tục tiến về phía trước, hắn đi được khoảng một khắc thì mặt đất trước mặt hắn đột nhiên rung lên. Diệp Huyên dừng lại. Hắn nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy một con yêu thú ở chỗ cuối tầm mắt, con yêu thú này dáng người khổng lồ, có sáu chân, trên chỗ cao nhất của lưng có đôi cánh màu đen khổng lồ, lúc hai cánh vỗ, không gian xung quanh lập tức bị xé rách. Lúc này, con yêu thú đang vội vàng chạy tới chỗ Diệp Huyên, cùng lúc đó, một khí thế mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn. Tốc độ của yêu thú càng lúc càng nhanh, khí thế kia cũng càng ngày càng mạnh. Khi nó đi tới chỗ cách Diệp Huyên khoảng nghìn trượng, Diệp Huyên cảm thấy như có thiên quân vạn mã lao nhanh về phía mình. Khí thế không thể ngăn cản. Nét mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, chưa bao giờ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như thế. Mấy người như người phụ nữ thần bí cũng rất ít khi tản ra khí thế của mình. Lúc này, tốc độ của con yêu thú kia càng lúc càng nhanh, mà khí thế đó cũng tăng lên với tốc độ cực nhanh. Không gian trước mặt Diệp Huyên cũng bắt đầu vặn vẹo. Không thể chống lại. Trong đầu Diệp Huyên đột nhiên dâng lên suy nghĩ này. Diệp Huyên sa sầm mặt,
hắn biết mình đã mất đi tiên cơ, lúc này, hắn đã hoàn toàn bị đối phương áp đảo về mặt khí thế. Rút lui. Nếu rút lui, mình sẽ hoàn toàn yếu thế. Hơn nữa cũng không thể rút lui, vì khí thế của đối phương đã hoàn toàn khóa lại không gian nơi hắn đứng rồi. Tấn công. Lúc này hắn đã mất đi tiên cơ, nếu tấn công chỉ có thể chống lại khí thế của đối phương thôi. Hắn không có chút chắc chắn nào cả. Diệp Huyên hơi bực bội. Lúc này, hắn lại nghĩ đến thân thể thần cảnh. Nếu còn thân thể thần cảnh, hắn đâu đến mức phải bị bắt nạt thế này. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn tiến lên một bước, kiếm vực bao phủ lấy con yêu thú đang lao tới trước mặt hắn, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, kiếm vực của hắn bắt đầu nứt ra. Lúc này Diệp Huyên không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, hắn lập tức rút kiếm ra chém một nhát. Ầm. Kiếm quang bay xuống, Diệp Huyên bay sang nghìn trượng, cuối cùng ngã mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu tận mấy chục trượng. Trong hố sâu, tay phải của Diệp Huyên không ngừng run rẩy, trong miệng có máu tươi phun ra. Đòn tấn công này khiến hắn bị thương nặng. Lực lượng. Lần này hắn không chỉ bị áp đảo về khí thế mà còn bị áp đảo cả lực lượng. Lực lượng của đối phương vượt xa hắn, dù sao bây giờ hắn không có lực lượng thân thể, chỉ có lực lượng kiếm đạo sao có thể bằng con yêu thú này được. Diệp Huyên không chần chừ quá lâu, lập tức bò dậy, mà lúc này, con yêu thú phía xa chợt tung người nhảy lên, đánh về phía hắn, đòn đánh tựa như một ngọn núi lớn đè xuống. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn dẫm chân một cái, biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện một lần nữa thì đã ở cách đó mấy chục trượng, không gian chỗ hắn vừa đứng thì lập tức sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, lực lượng của con yêu thú này mạnh hơn cả khi hắn có thân thể thần cảnh. Đánh vào không khí, con yêu thú lập tức xoay người, nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hung ác. Diệp Huyên cầm kiếm bằng tay phải. Trên khóe miệng vẫn còn máu tươi chảy xuống. Lúc này, con yêu thú kia đột nhiên biến mất, Diệp Huyên trợn mắt, mẹ kiếp, con yêu thú này chẳng những có lực lượng mạnh mẽ mà tốc độ còn rất nhanh nữa. Diệp Huyên lập tức thi triển thuấn sát nhất kiếm, chiêu kiếm chém thẳng lên mắt phải của yêu thú, nhưng lúc này, nó đột nhiên nhắm mắt lại. Ầm. Kiếm của Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Diệp Huyên sửng sốt, mẹ nó, như thế cũng được sao? Lúc này, con yêu thú đã lao tới trước mặt hắn, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, khoảng cách này, hắn hoàn toàn không thể tránh né, mà kiếm lại không ở trong tay, hắn chỉ có thể dùng thân thể để đỡ. Không thể không đỡ. Diệp Huyên chồng hai tay lên nhau, sau đó giơ lên đầu. Rắc. Sau hai tiếng gãy xương, Diệp Huyên bay ra ngoài mấy nghìn trượng, sau khi dừng lại, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Con yêu thú kia không ra tay nữa, nó cứ thế nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt châm chọc, yếu thế ư. Bị xem thường. Diệp Huyên nhìn con yêu thú, lúc này, xương trên hai cánh tay hắn đều đã vỡ vụn. Cho dù là tốc độ hay lực lượng, hắn đều không chiếm ưu thế. Đánh kiểu gì đây? Chạy trốn. Chạy trốn, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không muốn chạy. Không có tay thì không thể dùng kiếm ư. Diệp Huyên suy nghĩ, kiếm vô thượng ở phía xa đột nhiên biến thành một tia kiếm quang chém về phía yêu thú, mà yêu thú lại không hề tránh né, mặc cho kiếm chém lên người nó. Ầm. Một tia kiếm quang vỡ vụn, kiếm của Diệp Huyên bị đánh lui, còn trên đầu yêu thú chỉ có thêm một vết kiếm. Diệp Huyên. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, bật cười một tiếng, chỉ thế thôi ư. Diệp Huyên im lặng, bây giờ hắn phát hiện điểm đáng sợ của sức mạnh rồi. Thân thể mạnh, mình mới có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này, con yêu thú kia đột nhiên nhảy lên, đánh về phía Diệp Huyên một lần nữa. Diệp Huyên híp mắt, khẽ nhón mũi chân lùi về sau, vừa mới bay đi, không gian trước mặt hắn đã trở thành một vùng đen kịt. Nhìn thấy không gian đen kịt kia, Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, hắn dẫm chân phải. Một lực lượng thần bí lập tức bao phủ lấy con yêu thú kia. Ám vực. Ám vực vừa xuất hiện, không gian đen nhánh ở chỗ con yêu thú lập tức nứt ra, con yêu thú lùi lại mấy chục trượng, mà lúc này, trên người nó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thấy cảnh này,
Diệp Huyên thầm thấy vui mừng. Ám vực. Uy lực của ám vực quyết định ở việc lực lượng vật chất tối có nhiều hay không, mà khi nãy sau khi con yêu thú kia làm không gian sụp đổ, trong không gian tối tăm đó đều là lực lượng vật chất tối. Hắn bèn lợi dụng ám vực làm nổ lực lượng vật chất tối trong không gian kia. Hắn không ngờ uy lực của nó lại kinh khủng đến thế. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại dùng ý nghĩ, trong không gian tối tăm đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm năng lượng tối hư ảo, ngay sau đó, thanh kiếm này chém thẳng về phía con yêu thú xa xa. Chiêu kiếm này không chỉ có ám vực mà còn có kiếm vực. Lực lượng kết hợp từ hai loại vực. Con yêu thú không hề tránh né, vẫn lựa chọn chống cự. Chiêu kiếm chém lên đầu yêu thú lập tức lùi lại mười mấy trượng, cùng lúc đó, trên đầu nó xuất hiện một vết máu. Yêu thú hơi sửng sốt, mình bị đả thương rồi. Yêu thú nhìn về phía Diệp Huyên lắc mông, cười rất bỉ ổi, chỉ thế thôi ư. Chỉ thế thôi ư, chỉ thế thôi ư. Yêu thú. Con yêu thú kia nổi giận. Nó tung người nhảy lên, lao về phía Diệp Huyên, va chạm tựa như hủy thiên diệt địa, không gian nơi nó đi qua đều sụp đổ cả. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ kiếp, con yêu thú này mạnh thế. Hắn không nghĩ nhiều, dùng ý nghĩ điều khiển kiếm vô thượng ở phía xa, kiếm vô thượng biến thành một tia kiếm quang chém về phía yêu thú, mà cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng lùi về phía sau. Chiêu kiếm vừa mới chém lên đầu yêu thú thì cả thanh kiếm đã bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đã lùi lại mấy trăm trượng. Con yêu thú đang muốn ra tay một lần nữa thì Diệp Huyên lại nhếch miệng cười, thấy nụ cười này của Diệp Huyên, sắc mặt yêu thú lập tức thay đổi, vì không gian chỗ nó đựng đã bị nó làm sụp đổ, biến thành một hố đen. Mà bên trong đó đều là năng lượng vật chất tối. Yêu thú muốn rút lui, mà lúc này, Diệp Huyên lại lên tiếng, bảo. Không gian đen nhánh kia đột nhiên nổ tung, tất cả năng lượng vật chất tối bên trong đều bị Diệp Huyên dùng ám vực làm nổ. Vụ nổ này chẳng khác nào hủy thiên diệt địa, lấy con yêu thú kia làm trung tâm, không gian trong phạm vi mấy nghìn trượng đều biến thành một vùng đen kịt. Lúc này, một người một thú đều đứng trong hố đen. Mà lúc con yêu thú kia dừng lại, rất nhiều vảy trên người nó nứt ra, máu thịt mơ hồ. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc, vì lúc này nó và Diệp Huyên đều đứng trong không gian tối, bên trong là năng lượng vật chất tối vô cùng vô tận. Diệp Huyên nhìn yêu thú, nhếch miệng cười một tiếng, hắn suy nghĩ, trong nháy mắt, năng lượng vật chất tối xung quanh lập tức biến thành những thanh kiếm khí năng lượng tối, chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã biến ra được khoảng mấy trăm nghìn thanh kiếm khí. Thấy những kiếm khí kia, sắc mặt yêu thú lập tức thay đổi. Nó bắt đầu từ từ lùi về phía sau. Diệp Huyên đột nhiên bước tới một bước, kiếm vực bao phủ lấy yêu thú, một khắc sau, hắn hét lên, bảo. Âm thanh vang lên, những kiếm khí kia lập tức biến thành những tia kiếm quang chém về phía yêu thú. Con yêu thú kia híp mắt lại, nó đột nhiên vung cánh chắn trước mặt mình, thể hiện tư thế phòng ngự. Ngay lập tức, trong hố đen có tiếng nổ không ngừng vang lên, cứ thế kéo dài khoảng một khắc, những kiếm khí kia mới nổ xong, mà lúc này, yêu thú đã bị đẩy lui cả nghìn trượng. Dáng vẻ của yêu thú lúc này khá thê thảm, vì đôi cánh của nó đã rách nát cả, trên người đầy những vết kiếm màu máu, máu tươi phun ra từ trên người nó tựa như suối, cũng may nó có thân thể khá to, nếu không đã mất máu mà chết rồi. Lúc này, sắc mặt của Diệp Huyên cũng tái nhợt. Yếu ớt. Bây giờ hắn cũng cảm thấy vô cùng yếu ớt, điều khiển hai loại vực cộng thêm nhiều kiếm khí như thế vô cùng tiêu hao thể lực, đòn tấn công khi này đã suýt rút hết sức lực của hắn rồi. Sau khi không có thân thể thần cảnh, thể lực kém xa trước đây. Phía xa, con yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt nó tràn đầy sát khí và lệ khí, loài người, ngươi chọc giận ta rồi. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, ngươi thử nhìn xung quanh đi. Yêu thú nhìn một vòng, lúc này nó và Diệp Huyên vẫn còn ở trong hố đen, hơn nữa vì lực lượng khi nãy mà hố đen lại càng lớn hơn. Thấy cảnh này, yêu thú nheo mắt, nó cũng phát hiện ở trong hố đen này, thực lực của Diệp Huyên trở nên mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên dùng ý nghĩ, những năng lượng tối xung quanh lập tức xung lên,
Sau đó, mười mấy thanh kiếm khí năng lượng tối xuất hiện trước mặt hắn. Thấy cảnh này, khuôn mặt yêu thú co quắp lại, nó nhìn chằm chằm Diệp Huyên, loài người, ngươi có dám không sử dụng kiếm không? Mẹ kiếp! Nghe nó nói thế, cằm của Diệp Huyên suýt rơi xuống đất, hắn khó tin nhìn yêu thú, ngươi đang nói tiếng người sao? Yêu thú gào thét, ta không phải người. Diệp Huyên! Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyên, loài người, ngươi có dám đấu với ta một trận không dùng kiếm không? Diệp Huyên nhìn yêu thú, lắc đầu, vốn tưởng rằng ta đã mặt dày lắm rồi, không ngờ còn có người mặt dày hơn ta. Ngươi nói ta không dùng kiếm vậy ta dùng cái gì? Dùng đầu đánh với ngươi à? Yêu thú hét to, chỉ cần không dùng kiếm, dùng cái gì cũng được. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó, đừng nói con yêu thú này vẫn chưa trưởng thành nhé. Sao có thể nói ra lời ngây thơ như thế vậy? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên híp mắt lại, hắn nhìn về phía yêu thú chết tiệt. Ngươi đang kéo dài thời gian. Hắn vừa dứt lời, những hố đen không gian xung quanh chậm rãi hồi phục lại. Thiên địa có quy luật, chỉ cần không gian không bị hủy diệt thì sẽ có thể hồi phục. Mà lúc này, không gian xung quanh đang tự động tu bổ. Con yêu thú này không hề ngu xuẩn mà còn rất thông minh, nó vẫn đang kéo dài thời gian. Yêu thú lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, loài người, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc lắm. Trong lúc nói chuyện, không gian xung quanh đã hồi phục 6-7 phần. Thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía yêu thú, dường như ngươi bị thương rất nặng. Yêu thú cười nhạt, không phải ngươi cũng thế à? Diệp Huyên chớp mắt, trong dãy núi này, ngươi không có kẻ thù khác sao? Nghe vậy, yêu thú cau mày. Thấy thế, Diệp Huyên cười hì hì, nếu còn tiếp tục đánh chỉ là hai bên cùng có hại thôi, không bằng thế này, chúng ta chữa thương trước, sau khi vết thương lành rồi thì đánh tiếp. Bây giờ hắn cũng cần thời gian, vì khi nãy xương hai cánh tay của hắn đều đã bị yêu thú này đánh vỡ. Nhưng nhờ điều này khiến hắn lĩnh ngộ được sự kết hợp giữa ám vực và kiếm vực, có thể nói sau khi kết hợp hai vực lại, kiếm của hắn sẽ trở nên mạnh hơn, đặc biệt là sau khi đối thủ hoặc chính hắn đánh vỡ không gian xung quanh, dưới tình huống đó, hắn đứng trong không gian tối, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ám vực đương nhiên không thể xem là ngoại lực, hơn nữa hắn còn muốn dung hợp ám vực và kiếm vực với nhau. Đây có thể nói là một sự phát triển trong kiếm đạo của hắn. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, yêu thú kia im lặng. Đương nhiên nó không ngu ngốc, nếu tiếp tục đánh, rất có thể hai bên sẽ cùng có hại, mà lúc này, nếu nó bị thương nặng thêm, một khi kẻ thù thừa nước đục thả câu thì nó sẽ rất bất lợi. Dù sao nó và loài người trước mắt cũng không có thù sâu hận lớn gì, hai người chỉ đứng ở hai bên khác nhau mà thôi. Nghĩ đến đây, yêu thú nhìn về phía, vậy nghỉ ngơi một lát rồi đánh tiếp. Diệp Huyên gật đầu, được. Yêu thú chậm rãi rút lui, Diệp Huyên thì không di chuyển, hắn nhất định phải xem con yêu thú này lùi lại mới được, nếu không nó mà tập kích bất ngờ, với trạng thái của hắn bây giờ thì rất khó ngăn cản. Sau khi yêu thú rời đi, Diệp Huyên bắt đầu ngồi xếp bằng dưới đất, ở tại chỗ chữa thương. Không có huyết mạch chi lực, hắn chỉ có thể dùng huyền khí tu bổ thân thể, dù như thế rất chậm, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Lúc chữa thương, hắn vẫn luôn nhớ lại cảnh giao thủ với yêu thú. Lúc đầu, hắn bị khí thế của yêu thú áp đảo, cho nên mới hoàn toàn bị áp đảo. Khí thế. Diệp Huyên hít sâu một hơi, trước kia hắn cũng từng sử dụng kiếm thế, nhưng hắn phát hiện khí thế của hắn thua xa con yêu thú này. Khí thế là gì? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Hắn chợt phát hiện sau khi bỏ qua thân thể và huyết mạch chi lực. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể phát hiện điểm yếu của mình. Thật sự có quá nhiều điểm yếu. Cứ thế khoảng một canh giờ sau, hai cánh tay của Diệp Huyên hồi phục như lúc đầu, vết thương trên người cũng hồi phục 8-9 phần. Diệp Huyên đừng lên cử động thân thể, xương cốt cả người lập tức kêu rắc rắc. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn mở tay phải, kiếm vô thượng xuất hiện, nhìn thanh kiếm trong tay, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn phát hiện, khi cầm lấy thanh kiếm, hắn càng tự tin hơn trước đây.
sự tự tin này là do hắn liều mạng mà có. Diệp Huyên tiếp tục tiến lên, khoảng một canh giờ sau, hắn lại gặp con yêu thú vừa đại chiến với mình trước đó, lúc này tình trạng thương tích của nó đã hồi phục gần như hoàn toàn. Yêu tú nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bình tĩnh hơn trước đó rất nhiều. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, chiến đấu đi. Dứt lời, hắn lao nhanh về phía yêu thú. Hắn chọn xông lên trước. Thấy Diệp Huyên chợt lao đến, yêu thú lập tức sửng sốt, không ngờ tên này lại chủ động ra tay. Lúc Diệp Huyên xông về phía yêu thú, trên mặt hắn mang theo ý cười, giống như chắc chắn sẽ thắng được yêu thú vậy. Cùng lúc đó, một kiếm thế mạnh mẽ bao vây lấy yêu thú. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, ánh mắt và nụ cười của Diệp Huyên khiến nó rất khó chịu, cảm giác này giống như Diệp Huyên tự tin sẽ chiến thắng nó vậy. Yêu thú tung người nhảy lên, sau đó đánh về phía Diệp Huyên, đòn đánh này khiến không gian xung quanh nó chấn động, nhưng lại không nứt ra, rõ ràng là nó đã thu lực rồi. Nó không thể không thu lực, không gian một khi vỡ nát, chiến lực của người trước mắt sẽ lập tức tăng vọt, nó vẫn hơi kiêng dè hai loại vực kia. Một người một thú vừa gặp mặt đã bắt đầu chiến đấu. Lúc xông về phía đầu yêu thú, Diệp Huyên chợt rút kiếm ra chém một phát. Thuật rút kiếm. Chiêu kiếm này chém rách không gian, cùng lúc đó, kiếm vực cũng xuất hiện. Chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lên đầu yêu thú, trong nháy mắt, hắn bay ngược ra ngoài, mà con yêu thú kia cũng bị lực lượng mạnh mẽ trong kiếm của Diệp Huyên làm chấn động đến mức rơi xuống từ trên không trung, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Vừa rơi xuống đất, yêu thú đã lập tức đứng lên, nó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này, Diệp Huyên đã đứng cách nó mấy trăm trượng. Yêu thú cười dữ tợn, lại muốn ra tay, mà lúc này, không gian trước mặt nó đột nhiên hoàn toàn vỡ nát, ngay sau đó, không gian trở thành một vùng đen nhánh. Thấy thế, sắc mặt yêu thú thay đổi, nó đang muốn lùi về sau thì lúc này, trong không gian tối kia đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí năng lượng tối, một khắc sau, những kiếm khí năng lượng tối này bắn nhanh về phía nó. Không chỉ có kiếm khí mà còn có kiếm vực nữa. Khuôn mặt yêu thú co quắp. Lần này nó không chọn đỡ đòn mà là xoay người nhảy lên, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, người này không định đỡ đòn ư. Phía xa, yêu thú đứng yên nhìn Diệp Huyên, nó đang đợi, đợi không gian vỡ nát kia tự động hồi phục. Đương nhiên Diệp Huyên cũng biết ý đồ của yêu thú, nhưng hắn không cho không gian hồi phục lại, vẫn luôn dùng kiếm chém vỡ nó. Một người một thú cứ thế giằng co suốt một ngày một đêm. Không ai chịu nhượng bộ. Yêu thú ở phía xa nhìn Diệp Huyên, cười nhát, loài người, ngươi không mệt à? Diệp Huyên im lặng, mẹ kiếp, tên này muốn đấu với hắn đến cùng à? Yêu thú lập tức bỏ dậy, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Diệp Huyên nhìn yêu thú, con yêu thú này dở trò hèn hạ khiến hắn cũng hết cách. Dù kiếm của hắn nhanh, nhưng cũng không thể giết chết con yêu thú này trong nháy mắt được. Hơn nữa hắn chỉ có thể thi triển kiếm vực mới có thể áp chế nó. Nhưng chỉ cần hắn phá vỡ không gian thì yêu thú này lại bỏ chạy. Quan trọng nhất là nếu hắn rút lui thì nó sẽ đuổi theo. Đây là muốn kéo dài thời gian với hắn mà. Diệp Huyên hơi cạn lời, vì hắn và con yêu thú này đều không làm gì được đối phương. Nhưng hắn không thể kéo dài tiếp nữa. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên xoay người bỏ chạy, thấy thế, yêu thú lập tức nhảy lên đánh về phía Diệp Huyên, không gian chỗ nó đi qua trở nên vặn vẹo, nhưng không có vỡ tan, vì nó đã khống chế lực lượng của mình. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, rút kiếm chém về phía trước, mục tiêu của chiêu kiếm này không phải yêu thú, mà là không gian trước mặt hắn. Chiêu kiếm chém xuống. Không gian trước mặt hắn lập tức vỡ nát. Lúc này, con yêu thú kia đột nhiên dừng lại, một khắc sau, nó xoay người nhảy lên, xuất hiện ở cách đó nghìn trượng. Nhưng lúc nó vừa dừng lại, một thanh kiếm chợt chém tới. Chiêu kiếm này chém rách không gian trước mặt nó. Thấy không gian vỡ tan, yêu thú trợn mắt, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc lại xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng. Nhưng nó vừa dừng lại, lại có một thanh kiếm chém tới. Có điều lần này,
không gian không bị chém rách. Lần này còn yêu thú không rút lui, nó mặc cho thanh kiếm kia của Diệp Huyên chém lên đầu mình. Ầm. Một vùng kiếm quang nổ tung. Yêu thú cố chống lại chiêu kiếm này, lần này, nó không để kiếm của Diệp Huyên bay đi mà đánh kiếm của hắn bay xuống đất, hoàn toàn áp chế kiếm của hắn. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, cười nhạt, loài người, ngươi không còn kiếm nữa rồi. Diệp Huyên im lặng, sắc mặt trông có vẻ không dễ nhìn lắm. Yêu thú cười đắc ý, loài người, ngươi nôn nóng quá, đến lượt ta rồi. Dứt lời, nó tung người nhảy lên, nhảy thẳng tới trên đầu Diệp Huyên, sau đó đánh một chưởng về phía Diệp Huyên. Một chưởng đánh xuống tựa như núi lớn đè lên đầu, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức vặn vẹo thành một vòng xoáy không gian kỳ lạ. Không gian không vỡ nát. Diệp Huyên hơi hoảng hốt, con yêu thú này thật giỏi khống chế lực lượng của mình. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu xuất hiện, một khắc sau, hắn chém về phía trước, mục tiêu của chiêu kiếm này vẫn không phải là yêu thú, mà là không gian trước mặt hắn. Vì lực lượng của yêu thú mà không gian trước mặt hắn vốn đã gần vỡ tan, sau khi hắn chém một kiếm xuống, mảnh không gian kia lập tức vỡ nát. Nhưng Diệp Huyên cũng bay xa ra ngoài. Vì lực lượng trong chiêu kiếm của hắn vẫn không mạnh bằng lực lượng của yêu thú, nhưng vào lúc hắn bay ra ngoài, không gian vỡ nát kia đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, một khắc sau, những kiếm khí kia lập tức bị Diệp Huyên làm nổ tung. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc tựa như sấm vang vọng khắp thiên địa. Trong nháy mắt, yêu thú bị đánh bay ra ngoài, mà vẫn chưa kết thúc, lúc những kiếm khí kia bị Diệp Huyên làm nổ tung, không gian xung quanh mấy vạn dặm cũng nổ tung, biến thành một vùng đen kịt. Phía xa, Diệp Huyên chợt hét to, ngưng tụ. Hắn vừa dứt lời, những năng lượng tối kia lập tức biến thành những thanh kiếm khí, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành mấy trăm nghìn thanh kiếm khí. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên tái nhợt. Mất quá nhiều sức. Diệp Huyên không chần chừ, vừa muốn nổ tung những kiếm khí này thì yêu thú phía xa đột nhiên hét to, loài người, ta đầu hàng. Đầu hàng. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sửng sốt, hắn nhìn về phía yêu thú, lúc này cả người nó đã máu thịt mơ hồ, một cánh trong hai cánh của nó còn bị nổ nát mất, trông vô cùng thê thảm. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, ngươi thắng. Dứt lời, nó xoay người bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối bình nguyên. Thấy yêu thú chạy trốn, Diệp Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn cũng không thể tiếp tục làm nổ kiếm khí nữa. Vì bây giờ hắn cũng đã đến giới hạn của bản thân, nếu còn cố làm nổ thì chính là ngọc nát đá tan. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu chữa thương. Trận chiến với con yêu thú trước đó cũng khiến hắn vô cùng mệt mỏi, nếu không phải con yêu thú này sơ ý thì hắn thật sự có thể bị nó làm mất sức mà chết. Không thể không nói. Trận chiến với yêu thú lần này khiến hắn phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót của mình. Tốc độ không phải tuyệt đối. Dù tốc độ của hắn áp đảo yêu thú, nhưng lực lượng của hắn không đủ, kiếm của hắn không thể tạo thành uy hiếp chí mạng với yêu thú cấp thần cảnh khác. Tốc độ của kiếm có thể xem là khá nhanh, nhưng lại không đủ mạnh. Nhưng cũng may đánh một trận với con yêu thú này, hắn cũng có thu hoạch không ít, thu hoạch lớn nhất chính là sự kiểm soát kiếm vực. Kiếm vực của hắn bây giờ đã không vô dụng như trước kia nữa rồi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn duỗi người, lúc này thân thể gần như đã hồi phục. Không thể không nói, hắn vẫn hơi hoài niệm thân thể thần cảnh và huyết mạch bất tử trước kia. Thân thể thần cảnh cộng thêm huyết mạch bất tử, hắn có thể khiến con yêu thú kia mất sức mà chết. Đương nhiên bây giờ không có, hắn cũng không yếu hơn con yêu thú kia. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước. Chính hắn cũng không phát hiện tâm lý của mình đã có thay đổi. Ngày càng tự tin hơn. Mà sự tự tin này xuất phát từ thanh kiếm trong tay. Hai canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi đồng bằng kia, hắn đứng lại, trước mặt hắn là một cánh rừng không thấy điểm cuối. Diệp Huyên nhìn chân trời, lúc này, trời đã dần tối. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nhìn về phía cánh rừng rất yên tĩnh, không có chút tiếng động. Chắc chắn không bình thường.
Diệp Huyên nhìn hai bên trái phải, hắn phát hiện có đường vòng, chỉ tốn thêm một hai canh giờ mà thôi. Hắn ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không chọn đường vòng, vì hắn đến để rèn luyện. Nơi nào nguy hiểm, hắn phải đi nơi đó. Sau khi đi vào rừng rậm, tầm nhìn lập tức tối đi, một cảm giác áp lực đập vào mặt. Diệp Huyên chậm rãi bước đi, ung dung không vội vã. Lúc này, hắn dừng lại, những gốc cây xung quanh hắn đột nhiên rung lên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, một giọng nói vang lên từ trong đầu hắn, loài người. Diệp Huyên gật đầu. Giọng nói kia lộ vẻ ngạc nhiên, loài người, sao ngươi dám đi vào đây? Diệp Huyên cười đáp, lịch luyện. Giọng nói kia lên tiếng, nhưng nơi này rất nguy hiểm. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh không có gì cả. Lúc này, giọng nói kia cười, loài người, ngươi không thể nhìn thấy ta. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Giọng nói kia đáp, vì ta là Mộc Linh, ngươi biết Mộc Linh là gì không? Thiên địa chi linh. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, dãy núi này không chỉ có yêu thú mà còn có thiên địa chi linh nữa. Lúc này, Mộc Linh kia nói, loài người, phía trước là địa bàn của đại hung thú yêu vương Tú Cầm, con yêu thú đó rất lợi hại, cũng rất nóng tính, ngươi đừng đi tới đó, nếu không sẽ chết đấy. Diệp Huyên cười, tại sao ngươi muốn nhắc nhở ta? Mộc Linh đáp, vì nếu ta không nhắc nhở thì ngươi sẽ chết. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, cảm ơn. Mộc Linh cười, đừng khách sáo, ngươi mau quay về đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không thể quay về. Mộc Linh hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười nói, ta phải trở nên mạnh mẽ. Mộc Linh nói, nhưng ta cảm thấy ngươi đã rất mạnh rồi. Diệp Huyên đáp, vẫn chưa đủ. Mộc Linh nói, ta hiểu rồi, ngươi muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên cười khẽ, đúng thế. Nói xong, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, một bình gỗ đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là... Mộc Linh giải thích, linh dịch tinh mộc, có thể chữa thương, người giữ lại dùng đi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không thể không nói, những thiên địa chi linh này thật sự đều rất tốt bụng. Hắn có thể cảm nhận được Mộc Linh có lòng tốt, là lòng tốt thật sự. Diệp Huyên không từ chối, hắn cất bình gỗ đi, cười nói, đa tạ. Mộc Linh cũng cười, đừng khách sáo, loài người, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, ta cũng tặng ngươi ít thứ. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, từng luồng tử khí bay ra khắp xung quanh. Mộc Linh ngạc nhiên, oa, loài người, đây là tử khí gì vậy, sao linh khí lại tinh thuần thế, ta chưa từng gặp linh khí tinh thuần như thế bao giờ. Diệp Huyên cười, thích không? Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô gái mặc váy dài xanh lá, ngũ quan tinh xảo, trông tựa như một tinh linh. Cô gái nhìn những tử khí kia, mở to mắt, tỏ vẻ khiếp sợ. Diệp Huyên cười, tặng cho ngươi đấy. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, chớp mắt, tặng hết cho ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái hơi do dự, quý giá quá. Diệp Huyên giơ bình gỗ trong tay lên, cười nói, cái này cũng rất quý mà. Cô gái lắc đầu, không quý giá bằng những tử khí này. Nói không chừng những tử khí này có thể giúp ta tiến hóa đấy. Diệp Huyên cười, mau nhận lấy đi. Cô gái do dự, vậy ta nhận nhé. Diệp Huyên gật đầu, nhận lấy đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Dứt lời, nàng hít nhẹ một hơi, những tử khí kia lập tức tiến vào người nàng. Sau khi tử khí tiến vào người, thân thể cô gái chợt run lên, một luồng linh khí tinh thuần tản ra từ trong người nàng, cùng lúc đó, những gốc cây xung quanh lại đung đưa. Diệp Huyên quan sát cô gái này sắp đột phá rồi. Linh khí của tiểu tháp đáng sợ đến thế ư. Tử khí hắn vừa cho cô gái không phải của hắn, mà là lấy ra từ trong tiểu tháp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ lại bảo tiểu tháp đưa ra một ít tử khí, chẳng mấy chốc xung quanh đã được tử khí bao trùm. Diệp Huyên nhìn cô gái kia, sau đó rời đi. Hắn cũng không biết cô gái này cần bao lâu mới có thể đột phá,
nhưng chắc chắn không phải trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi cánh rừng kia, mà hắn vừa đi ra, một giọng nói lập tức vang lên từ cách đó không xa, chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn không xa có một con yêu thú đang đứng, hình dạng của nó giống khỉ, to lớn như một quả núi nhỏ, hai tay như cột trụ, phía sau có đuôi dài. Yêu vương Tú Cầm. Tú Cầm nhìn Diệp Huyên, con người, ngươi muốn đi ngang qua dãy núi đại hoang này. Diệp Huyên gật đầu. Tú Cầm giang hai chân sang hai bên, cười nói, đừng bảo bản vương không cho ngươi cơ hội nhé, nào, đi qua dưới đũng quần của ta đi. Diệp Huyên gật gật đầu, đi tới đối diện Tú Cầm, một khắc sau, hắn đột nhiên rút kiếm ra đâm thẳng vào phần hông của Tú Cầm. Ầm. Một luồng kiếm quang găm thẳng vào hông của Tú Cầm, thế nhưng nơi đó lại không hề bị xây sát một chút nào. Một chiêu kiếm vô dụng, Diệp Huyên liền thối lùi về sau hơn trăm trượng. Tú Cầm nhìn xuống Diệp Huyên, nó vỗ vỗ hạ bộ của mình rồi cười gằn, thế thôi à. Diệp Huyên siết chặt kiếm trong tay, sức phòng ngự vật lý của Tú Cầm này mạnh hơn bất kỳ con yêu thú nào hắn từng gặp trước đây. Lại là một tên da dày thịt thô. Nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào, mà nhiều hơn là sự hưng phấn. Tú Cầm cười gằn, thứ sâu bọ tí hon như ngươi mà cũng dám xông vào dãy núi đại hoang này, đúng là không biết lượng sức. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng xen ngang, nói nhiều thế làm gì. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một luồng kiếm quang đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tú Cầm cười khẩy, không hề tránh né, cứ để mặc chiêu kiếm của Diệp Huyên đâm vào người mình. Ầm. Kiếm quang nổ tung, nhưng đỉnh đầu Tú Cầm lại không hề có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng không gian ở trên đầu nó đã bị chém nát. Tú Cầm nhìn Diệp Huyên, châm chọc bảo, con người, ngươi. Đúng lúc này, trong hố không gian đen kịt trên đỉnh đầu nó đột nhiên xuất hiện hơn trăm luồng kiếm khí tối màu. Thấy tình hình này, Tú Cầm khẽ nhíu mày lại, nó ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ, hơn trăm luồng kiếm khí kia bỗng nổ tung. Ầm ầm. Theo tiếng nổ vang lên, không gian bốn phía Tú Cầm lập tức bị phá vụn, sức mạnh khổng lồ kia chấn động đến mức khiến Tú Cầm phải lùi ra ngoài hơn trăm trượng, cùng lúc đó, không gian trong chu vi gần nghìn trượng cũng biến thành một màu đen kịt. Sau khi Tú Cầm dừng lại, sắc mặt nó liền trở nên dữ tợn, bởi vì toàn thân nó từ trên xuống dưới đã xuất hiện hơn trăm vết cắt ứa máu. Tú Cầm nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, mà lúc này, trước mặt nó đã xuất hiện hơn mấy vạn luồng kiếm khí tối màu. Diệp Huyên ở bên khẽ nhíu mày, mấy vạn kiếm khí liền bay thẳng đến chỗ Tú Cầm. Thấy cảnh này, Tú Cầm híp hai mắt lại, một khắc sau, nó bước ra trước một bước, rồi bỗng đấm ra một quyền. Cú đấm này khiến thiên địa phải rúng động. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, vô số kiếm khí vỡ ra nát vụn, từng âm thanh không ngừng nổ vang, mà Tú Cầm thì phải liên tục thối lùi. Khi Tú Cầm còn chưa kịp dừng lại, Diệp Huyên đã bỗng biến mất tại chỗ. Một khắc sau, xung quanh Tú Cầm chợt có luồng kiếm quang không ngừng lấp lóe. Xẹt 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 xẹt. Từng luồng kiếm khí xé rách không gian, tiếng nổ chưa bao giờ dứt. Cứ thế, rằng co được chừng nửa phút sau, Diệp Huyên lui về vị trí cũ, mà những kiếm khí kia đã biến mất toàn bộ. Tú Cầm còn sống. Toàn thân nó từ trên xuống dưới dù có chi chít vết cắt, nhưng không cái nào là chí mạng, tương đương với con người bị rách ra mà thôi. Diệp Huyên nhìn Tú Cầm, trong mắt thêm vài phần nghiêm nghị, thân thể của yêu vương này không chỉ mạnh hơn một hai lần so với mấy con yêu thú khác hắn từng gặp. Tú Cầm liếc nhìn thân thể mình, sau đó nó nhìn Diệp Huyên rồi châm biếm, chỉ thế thôi à. Nói rồi, nó liền đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Ầm. Một luồng sức mạnh cực đại bao trùm khắp trốn, nơi luồng sức mạnh ấy lướt qua, không gian nơi đó liền đổ nát từng tầng. Mà trong nháy mắt khi Tú Cầm tung quyền ra, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một khắc sau, trên đỉnh đầu Tú Cầm lại có một thanh kiếm đâm thẳng tắp xuống, tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt đã lao vào đầu Tú Cầm. Ầm. Trường kiếm rung lên kịch liệt, Diệp Huyên cảm giác hai tay mình tê dại ra, tựa như hắn vừa đâm vào một khối sắt vô cùng cứng. Đầu của Tú Cầm không hề bị xây xước chút nào.
Một chiêu kiếm vô ích, lúc này Diệp Huyên lại chuyển kiếm sang đâm vào mắt phải của Tú Cầm. Mà lúc này, Tú Cầm đột nhiên nhắm hai mắt lại. Ầm. Diệp Huyên lại nhận về một chiêu kiếm không có kết quả, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức đánh bay hắn ra ngoài, mà nháy mắt khi hắn bị hất bay đó, yêu vương Tú Cầm đột nhiên xoay người đấm ra một cú. Ầm ầm. Vùng không gian trước mặt hắn lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên bị chấn động ra ngoài hơn ngàn trượng, hắn vừa dừng lại thì Tú Cầm lại tung thêm một quyền đến. Cú đấm này lao đi, khiến Diệp Huyên như cảm giác được có một tòa núi lớn đang đè về phía mình vậy. Cảm giác nghẹt thở và ngột ngạt. Diệp Huyên bỗng giẫm chân phải một cái, cả người lùi về sau hơn ngàn trượng, hắn vừa né được thì không gian trước mặt hắn chợt hóa thành hư vô đen kịt, một lực xung kích cực đại lại lần nữa chấn hắn lùi hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra chém. Thuật rút kiếm. Một luồng kiếm quang phóng lên trời, sau đó đâm thẳng xuống. Tú Cầm ở xa đột nhiên đưa tay phải lên chặn ngang lại. Kiếm quang bắn xuống. Ầm. Cánh tay phải của Tú Cầm đã chặn được thế tiến công của chiêu kiếm kia. Tú Cầm buông tay xuống, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào cuống họng của nó. Xẹt. Thân thể Tú Cầm run lên bần bật, nhưng ngay một khắc sau, nó đột nhiên tung quyền đánh ngược ra. Ầm ầm. Diệp Huyên biến sắc, vội vàng hô kiếm chặn ngang lại. Oanh. Cả người lẫn kiếm Diệp Huyên đều bị chấn động lùi ra ngoài hơn ngàn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên đã có một vệt máu tươi tràn ra, hắn lau máu bên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Tú Cầm, tên này cứng cáp quá. Không thể phá hủy được thân thể của nó. Thật ra hắn có thể thiêu đốt thọ mệnh, triển khai mệnh kiếm. Nếu bây giờ hắn thiêu đốt thọ mệnh, thêm vào thuật rút kiếm và thuấn sát nhất kiếm thì hoàn toàn có thể chém nát được phòng ngự của Tú Cầm. Nhưng nếu đốt cháy tuổi thọ thì chẳng khác gì là sử dụng ngoại lực. Lúc này, Tú Cầm đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó vung tay đấm về phía Diệp Huyên. Thấy thế, Diệp Huyên hơi thay đổi sắc mặt. Thân thể hắn run lên rồi lập tức biến mất. Ầm. Quyền của Tú Cầm đấm vào hư không, nhưng vùng không gian ở chỗ Diệp Huyên vừa đứng kia đã biến thành một cái hố lớn đen kịt. Diệp Huyên không dùng ám vực nữa, bởi vì dù dùng kết hợp ám vực và kiếm vực thì cũng không thể phá tan được lớp phòng ngự của Tú Cầm. Tú Cầm tung hụt một quyền, nó quay đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, cười khẩy, loài người, ngươi chỉ biết né tránh thôi à? Diệp Huyên liếc mắt nhìn Tú Cầm, người phí lời nhiều như vậy làm gì? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang nháy mắt đã lao đến chém lên ngực Tú Cầm, nhưng chiêu kiếm này vẫn không hề hấn gì với lớp phòng ngự của Tú Cầm. Tú Cầm giơ tay lên đấm ra một quyền. Ầm! Kiếm quang liền vỡ vụn, bản thân Diệp Huyên thì bị đẩy lùi ra ngoài hơn trăm trượng, mà trong quá trình hắn bị đẩy lùi kia. Vô số phi kiếm đã được tung về phía Tú Cầm, tốc độ của những phi kiếm này vô cùng nhanh, chớp mắt đã chém khắp toàn thân Tú Cầm. Nhưng Tú Cầm vẫn chống đỡ được hết. Cứng trọi cứng. Tú Cầm vỗ vỗ vào ngực mình, cười gằn, loài người, người muốn tìm ra kẽ hở của ta. Diệp Huyên im lặng, hắn đúng là đang tìm điểm yếu của Tú Cầm, nhưng tiếc là hình như nó không hề có kẽ hở nào. Căn bản không có chỗ để ra tay. Tú Cầm đột nhiên nói, loài người. Diệp Huyên đột nhiên bực bội hét lên, đánh nhau mà sao nói nhiều vậy. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lóe lên giữa trời. Phía xa xa, Tú Cầm híp hai mắt lại, hai tay nó đột nhiên đập về phía trước. Ầm ầm. Luồng kiếm quang kia liền bị đánh nát, nhưng một khắc sau. Lại có thêm mấy luồng kiếm quang khác xuất hiện quanh thân nó. Cứ thế, một người một thú lại đại chiến. Diệp Huyên không chọn cách cứng trọi cứng với Tú Cầm nữa, mà là chọn tiêu hao thể lực đối phương. Một kiếm không xuyên thủng được, vậy trăm kiếm ngàn kiếm vạn kiếm thì sao? Một chữ thôi, nhẫn. Nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì dù Tú Cầm này không bằng hắn ở phương diện tốc độ, nhưng ở phương diện thể lực thì lại hơn xa hắn. Hắn chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đấm chết tươi ngay.
Cứ thế, Diệp Huyên cứ cứng đầu đánh giáp lá cả với Tú Cầm hai canh giờ, lúc này thân thể Tú Cầm đã xuất hiện rất nhiều vết cắt, tuy không sâu, nhưng những vết cứa này đang ngày càng sâu hơn. Bởi vì kiếm nào của Diệp Huyên cũng đều chém lên trên những vết cũ. Còn Tú Cầm thì càng lúc càng bực bội, bởi vì nó phát hiện nó cũng không làm gì được Diệp Huyên cả, tên này đánh nhau bỉ ổi quá. Chưa bao giờ dám đối đầu trực diện với nó, mỗi một quyền nó tung ra đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng Diệp Huyên chưa bao giờ tiếp chiêu, chuyện này khiến nó vô cùng bực bội, cũng vì vậy nên nó càng đánh càng tức. Mà Diệp Huyên thì ngược lại, càng đánh lại càng vui. Bởi vì hắn phát hiện, sức mạnh từng kiếm của mình đang càng lúc càng mạnh. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một điều, đó chính là năng lực phản ứng của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều. Bởi vì giao thủ với Tú Cầm, hắn chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trọng thương ngay, nên hắn luôn đề cao cảnh giác. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, Diệp Huyên đánh giáp lá cả với Tú Cầm đủ 3 canh giờ, mà lúc này, trên người Tú Cầm đã là những vết kiếm có độ sâu nhất định, trên dưới toàn thân nó đã nhuốm đẫm máu tươi. Sắc mặt Diệp Huyên cũng có chút tái đi, bởi vì không thể xảy ra sai lầm. Nên mấy canh giờ qua hắn luôn ở trạng thái tập trung tinh thần cao độ, trạng thái này vô cùng tiêu hao thể lực của hắn. Nhưng có điều hắn càng đánh lại càng hưng phấn, hơn nữa hình như hắn đang tiến vào một trạng thái khá kỳ diệu. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chiến. Điên cuồng chiến đấu. Xung quanh, từng luồng kiếm quang không ngừng lóe lên ở khắp nơi, kiếm của Diệp Huyên cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén. Mà Tú Cầm tuy đã tỉnh táo lại nhiều rồi, nhưng đối diện với đấu pháp hèn hạ này của Diệp Huyên, nó cũng đành phải bó tay. Nó một mực chờ Diệp Huyên xảy ra sai lầm, nhưng tên này vô cùng cẩn thận, chưa bị sơ sẩy chút nào. Cứ thế, lại qua thêm 2 canh giờ, Diệp Huyên bỗng tung người lui ra sau, tránh thoát một đòn chí mạng của Tú Cầm. Sau khi hắn dừng lại, Tú Cầm đột nhiên lạnh lùng nói, loài người, cứ tiếp tục thế này. Người tự tin sẽ trụ lâu hơn bản vương à. Diệp Huyên hô kiếm trong tay, cười bảo, đừng nhiều lời, tiếp tục chiến đi. Nói rồi, hắn liền hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một luồng kiếm quang xé không lao đi. Thấy cảnh này, Tú Cầm đột nhiên gào lên, ra tay. Vừa dứt lời, mấy luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên lao đến từ phương xa, một khắc sau. Một tiếng nổ bỗng vang rình lên, ngay sau đó, Diệp Huyên liền bị đánh bay ra ngoài hơn mấy ngàn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn liền hộc ra một ngụm máu tươi, hắn lau tia máu còn vươn bên khóe miệng, sau đó nhìn Tú Cầm ở phía xa, lúc này đây, bên cạnh Tú Cầm bỗng dưng xuất hiện thêm 4 con yêu thú rất mạnh mẽ. Diệp Huyên có chút đơ người, đánh hội đồng à. Tú Cầm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bản vương đã nói đánh tay đôi với ngươi bao giờ đâu. Diệp Huyên, mẹ nó. Đánh hội đồng. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút ngớ người. Không phải yêu thú có khí phách lắm sao? Sao lại làm ra được mấy chuyện như đánh hội đồng này? Phía xa xa, sắc mặt Tú Cầm cũng có chút khó coi. Nó cũng không muốn đánh hội đồng. Nhưng Diệp Huyên thật sự khiến nó phát bực. Đấu pháp của Diệp Huyên quá bị ổi. Chuyện này khiến nó vừa đánh vừa nghẹn trong lòng. Tất nhiên điều quan trọng nhất là nó biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ cực kỳ bất lợi. Bởi vì trên người nó ngày có càng nhiều vết kiếm, hơn nữa cũng càng lúc càng sâu, nếu tiếp tục phí sức như thế nữa thì sẽ hình thành cục diện vô cùng bất lợi cho nó. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng xoay người bỏ chạy. Những yêu thú phía sau Tú Cầm kia liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tú Cầm ngăn cản. Tú Cầm nhìn Diệp Huyên đã biến mất ở phía xa mà không nói gì. Một con yêu thú bên cạnh Tú Cầm trầm giọng nói, vương, con người này không hề tầm thường, e là lai lịch không đơn giản. Tú Cầm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật ra nó chỉ muốn đánh đuổi Diệp Huyên thôi, bởi vì nó phát hiện nó không làm gì được nhân loại trước mặt này. Nếu tiếp tục đánh thì nó không thể chiếm được thế thượng phong, thậm chí có thể sẽ bị đánh bại. Nếu bị một con người đánh bại thì quá mất mặt yêu vương nó rồi. Dãy núi đại hoang này, trừ lão tổ yêu thú ra còn có 10 đại yêu vương, nó chính là một trong số đó.
Nếu nó bại trong tay một con người thì không chỉ mất mặt, mà còn có thể đánh mất uy tín yêu vương của mình. Mà nếu nó đánh hội đồng Diệp Huyên, lấy đông hiếp yếu, nó cũng sẽ thành một trò cười cho người ta. Bởi thế, biện pháp tốt nhất là đuổi Diệp Huyên đi, để Diệp Huyên đến địa bàn của mấy yêu vương khác. Thảy cục rắc rối cho người khác. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên chuồn đi thành công liền tìm một nơi yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Lúc chữa thương, trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hình ảnh giao đấu với Tú Cầm. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất của hắn là kiếm chưa đủ độ sắc bén. Nếu kiếm đủ sắc, Tú Cầm kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phải làm sao thì kiếm mới trở nên mạnh hơn đây? Chiến đấu. Trong đầu Diệp Huyên chỉ có hai chữ này. Bởi vì lúc giao thủ với Tú Cầm, hắn phát hiện sức mạnh của mình không ngừng tăng lên. Càng gần cái chết, lại càng dễ đột phá giới hạn của bản thân hơn. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đứng lên, lúc này đây, vết thương toàn thân hắn đã được khôi phục. Diệp Huyên thu kiếm về rồi tiếp tục tiến lên. Hắn không chọn đi đường vòng, mà là tiếp tục đi tìm yêu vương Tú Cầm kia. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến địa bàn của yêu vương Tú Cầm lại. Yêu vương Tú Cầm nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, tên con người này lại đến nữa rồi. Diệp Huyên nhìn yêu vương Tú Cầm, yêu vương, đấu tay đôi đi. Đấu tay đôi. Yêu vương Tú Cầm vô cảm hỏi, người chắc chưa? Diệp Huyên gật đầu. Yêu vương Tú Cầm gật gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, người tiếp của ta ba quyền, nếu có thể đỡ được, ta thả ngươi đi qua, nếu không đỡ được thì cút về nhà. Tiếp ba quyền. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, không. Đỡ trực tiếp ba quyền. Hắn đâu có ngu, nếu đối diện trực tiếp, hắn còn không đỡ được một quyền nữa là. Lúc này, Tú Cầm lại nói, ngươi đã không dám nhận ba quyền của ta, vậy thì ta tiếp ba kiếm của ngươi, nếu ta đỡ được ba kiếm, ngươi phải chịu thua, được chưa? Lúc này sắc mặt Diệp Huyên đen kịt lại, mẹ nó, đang nói tiếng người đó à? Đừng bảo là ba kiếm, cho dù có là 30 kiếm hắn cũng không chém chết được con yêu thú này. Tên này không muốn đánh nhau chứ gì. Tú Cầm đột nhiên lạnh lùng nói, ta đánh ngươi không được, ngươi đánh ta cũng không được, ngươi muốn bị đánh hội đồng đúng không? Đánh nhé! Diệp Huyên! Tú Cầm lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không chơi với ngươi nữa. Nói xong, nó xoay người rời đi. Diệp Huyên không nói gì. Hắn coi như đã nhìn ra rồi. Tên này không muốn đánh nhau nữa. Một lát sau, Diệp Huyên lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Người ta đã không muốn đánh, hắn cũng đâu thể ép người ta đánh được. Lỡ như chọc cho tên này điên lên, nó gọi người đến đánh hội đồng thật thì không phải hắn lãnh đủ à. Chốc sau, Diệp Huyên biến mất khỏi khu rừng. Tú Cầm ở nơi nào đó nhìn nơi Diệp Huyên biến mất, lắc đầu tự tìm đường chết. Nói rồi, nó xoay người rời đi. Không thể không nói, thực lực của Diệp Huyên đúng là rất mạnh, nhưng nếu đặt vào trong dãy núi đại hoang mênh mông này, thật sự không là cái đinh gì cả. Muối băng ngang qua đại hoang. Căn bản là chuyện không thể. Đừng nói là Diệp Huyên, mà cho dù là nó cũng không thể đánh từ đại hoang ra ngoài được. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Tú Cầm, Ngô Vương, con người kia đã tiến vào đầm lầy Mang Sơn rồi. Nghe vậy, Tú Cầm ngây người, sau đó khẽ nói, hắn biết chọn chỗ thật đấy. Diệp Huyên đi tới trước một vùng đầm lầy, nhìn cái đầm trước mặt, Diệp Huyên cau mày lại. Nơi này hình như không phải chỗ tốt lành gì. Đúng lúc này, mảnh đầm lầy trước mặt hắn đột nhiên động đậy, ngay sau đó, không gian xung quanh liền rung lên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn rút kiếm ra chém. Xoẹt. Một luồng kiếm quang bắn thẳng xuống. Nhưng không gian trước mặt hắn lại không chút sức mẻ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Không gian xung quanh hắn đã bị phong tỏa. Lúc này, không gian quanh hắn bỗng nứt ra, trong từng khe nứt lại có vô số bùn lầy chảy ra. Diệp Huyên bỗng bước về trước một bước, lần nữa chém kiếm xuống. Chiêu kiếm vừa chém xuống, một tiếng kiếm sắc bén vang vọng khắp đất trời, nhưng không gian nơi kiếm xuyên qua vẫn không hề hấn gì.
Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại để cảm nhận bốn phía, không gian nơi đây hình như có một kết giới thần bí nào đó. Diệp Huyên không dám khinh thường, hắn biết yêu thú ở đây không phải chỉ toàn là loại dựa vào thân thể, vẫn có một vài loài biết bí thuật thần thông, yêu thú dạng này theo một khía cạnh nào đó còn đáng sợ hơn đám chỉ có da dày thịt béo ngoài kia. Lúc này, bùn đang ngày càng dâng cao, với tốc độ này, không tới một phút nữa, vùng không gian hắn đứng sẽ biến thành một cái đầm lầy mất. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đối phương muốn dùng cách này để dìm chết mình sao? Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên cầm kiếm chém lên đám bùn lầy kia, chiêu kiếm này vừa tung ra, đống bùn lầy kia chẳng bị gì, không chỉ thế, kiếm của hắn còn bị đống bùn lầy bám lên, sau đó ăn mòn. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, tay phải đang cầm kiếm của hắn liền rung mạnh lên một cái. Ầm. Một mảnh kiếm quang bắn ra, kiếm khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên liếc nhìn đống bùn kia, những thứ này rốt cuộc là gì? Thậm chí ngay cả kiếm vô thượng của hắn mà cũng ăn mòn được. Xung quanh ngày có càng nhiều bùn lầy. Diệp Huyên trầm mặc, nếu hắn sử dụng đạo tắc không gian thì hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ kết giới nơi này, nhưng hắn lại không muốn dùng đạo tắc. Bởi vì đó không phải là sức mạnh của chính hắn, mà là sức mạnh của đạo tắc không gian. Kiếm tu đã nói, hắn cần phải tự lực bước ra ngoài. Tự dựa vào sức mạnh của bản thân. Diệp Huyên đưa mắt nhìn về bốn phía, một khắc sau, kiếm vực của hắn đột nhiên bao trùm lấy nơi đây, tiếp đó, hắn liền rút kiếm ra chém về phía trước. Kiếm vừa ra, không gian rung lên, nhưng không hề nứt ra, mà Diệp Huyên lúc này lại chém thêm một kiếm nữa, cứ thế, chỉ trong vài giây, hắn đã chém hơn trăm kiếm vào cùng một chỗ. Rốt cuộc, chiêu kiếm cuối cùng Diệp Huyên hạ xuống đã khiến không gian nơi đây nứt ra một đường. Lúc này Diệp Huyên liền sử dụng ám ngục dẫn nổ nơi đó. Ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, không gian bốn phía bỗng đổ nát. Sau khi phá nát được không gian, Diệp Huyên hơi suy nghĩ, mấy trăm chuôi kiếm khí năng lượng tối hiện ra xung quanh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đầm lầy phía trước hắn, kiếm vực. Hiếm thấy đấy. Diệp Huyên nhìn vũng đầm lầy kia, lúc này, một người đàn ông chậm rãi bay ra khỏi đó. Nửa người trên của gã không khác gì con người, nhưng nửa thân dưới lại giống như sói. Quan trọng nhất là trang phục của người này vô cùng yêu diễm, trên mặt tô đầy son phấn, bên lỗ tai còn đeo một đóa hồng nhỏ đỏ tươi, trông vô cùng loè loẹt. Diệp Huyên quan sát người đàn ông này một chút, tên này là nửa người nửa yêu hả? Nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyên, người đàn ông hơi cong môi, để lộ nụ cười quyến rũ, đẹp không? Diệp Huyên. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên một chút rồi cười nói, nhân loại, nghe nói người muốn đi băng qua dãy núi này. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông cười ha ha, giọng cười lanh lảnh thuộc kiểu không phải nam cũng chẳng phải nữ, rất chói tai. Sau khi cười xong, người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, nụ cười ngày càng quyến rũ, con người, ta có một cách có thể giúp người đi băng qua dãy núi này. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, cách gì? Người đàn ông che miệng cười, ngủ với ta một đêm. Diệp Huyên. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, trên mặt đã nổi lên hai dạng hồng, nếu ngươi ngủ với ta một đêm, hầu hạ ta cho sướng. Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi dãy núi đại hoang này, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, ông không chịu nổi nữa. Vừa nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một luồng kiếm quang xé không lao đi. Phía xa xa, nụ cười trên mặt người đàn ông kia liền trở nên lạnh ngắt, gã đột nhiên hợp hai tay lại, thế là liền bắt được lưỡi kiếm của Diệp Huyên. Nhưng một khắc sau, Diệp Huyên lại cầm kiếm rung mạnh lên. Ầm. Người đàn ông kia liền bị đẩy lùi, mà trong nháy mắt gã bật ra sau, kiếm trong tay Diệp Huyên cũng biến mất theo. Thuấn sát nhất kiếm. Phía xa, trong mắt người đàn ông kia bỗng co rụt lại, gã giẫm chân phải một cái. Cả người liền chìm vào vũng đầm lầy. Ầm. Kiếm quang đâm vào vũng bùn, toàn bộ đầm lầy rung lên, vô số vết bùn bắn tung tóe lên trời. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm trở về tay hắn, hắn đánh giá vũng đầm lầy trước mặt một chút, sau đó khẽ nhíu mày lại, hắn không cảm nhận được hơi thở của người đàn ông kia.
Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, trước mặt hắn có một bóng mờ đang lao đến, Diệp Huyên rút kiếm ra chém tới. Ầm. Chiêu kiếm hạ xuống, vùng không gian kia trước mặt Diệp Huyên liền bị phá vụn, một bóng mờ liên tục thối lui, đó chính là người đàn ông kia. Người đàn ông lùi lại hơn mấy trăm trượng, mà trên tay gã đã xuất hiện một vết kiếm cắt rất sâu. Sau khi dừng lại, gã liếc nhìn vết kiếm trên tay mình, sau đó nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, thật là một thanh kiếm sắc bén. Diệp Huyên đang muốn ra tay tiếp thì người đàn ông kia bỗng cười hỏi, người tên là Diệp Huyên đúng không? Nghe thế, Diệp Huyên ngây người ra. Sau gã này biết hắn tên Diệp Huyên? Diệp Huyên không khỏi ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Tại sao tên này lại biết tên hắn, trong khi vũ trụ ngũ duy cách nơi này xa vô cùng, mà đây còn là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây? Người đàn ông kia cười, xem ra ngươi có rất nhiều thắc mắc. Diệp Huyên, một vài. Khóe môi đối phương khẽ cong, Diệp Huyên, nghe nói trên người ngươi có một món bảo vật. Hắn cau mày, bảo vật. Người đàn ông gật đầu, phải. Diệp Huyên cười hỏi lại, là thứ gì? Người đàn ông, là gì mà ngươi còn không biết sao? Diệp Huyên lắc đầu, bảo vật thì ta đây có nhiều lắm, không biết ngươi đang nói đến món nào. Người đàn ông cười, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ tử khí. Diệp Huyên nghe vậy thì nheo mắt lại, ngươi biết về nó. Người đàn ông bật cười, việc Mộc Linh bỗng dưng sắp sửa đột phá đã kinh động đến không ít yêu vương cơ mà. Diệp Huyên lắc đầu, khoan nói đến tử khí, có thể cho ta biết vì sao ngươi lại biết tên ta không? Người đàn ông, đoán xem. Hắn cười nói, không đoán. Sau đó đã biến mất tại chỗ. Xoẹt. Không gian bỗng dưng bị xé toạc trước mắt khiến đồng tử người đàn ông kia rụt lại. Gã muốn tránh đi nhưng phát hiện ra đường kiếm này của Diệp Huyên nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Căn bản không thể né, chỉ có thể đỡ. Người đàn ông bỗng nhập hai tay lại đưa lên ngang trán, lang hồn. Uỳnh. Linh hồn một con sói bỗng hiện ra sau lưng gã. Nó há miệng hú lên, khiến một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ ùa ra, ép kiếm của Diệp Huyên phải dừng bước. Diệp Huyên vô thức muốn gọi trấn hồn ra, nhưng lại nhanh chóng nhận ra mà từ bỏ ý định, thế là thanh kiếm trong tháp dần an tĩnh lại. Giữa lúc im lặng, hắn bỗng phát hiện ra, chỉ cần bản thân sử dụng một chút ngoại vật thì những cường giả khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Người đàn ông kia cười nói, người quả nhiên không đơn giản. Diệp Huyên chỉ vươn tay, để một tia tử khí của tiểu tháp xuất hiện. Người đàn ông lập tức nheo mắt lại, có thể thấy rõ vẻ kích động và tham lam trong đó. Diệp Huyên cười, nói đi, vì sao ngươi biết tên của ta? Người đàn ông cong môi, đoán xem. Diệp Huyên biến mất. Nụ cười trên môi người đàn ông trở nên lạnh lẽo, chắp hai tay lại, khẽ cúi người, hồn diệt thiên địa. Lang hồn phía sau gã cũng cong lưng gầm lên, khiến không gian trước mặt lập tức bị chôn vùi trong những tiếng động ầm ĩ, trông đáng sợ vô cùng. Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng ngưng tụ lại hàng vạn thanh khí kiếm, sau đó điều khiển chúng nổ tung. Người đàn ông lẫn lang hồn bị thổi bay trong một tiếng uỳnh, sau đó là một thanh kiếm lao đến đâm xuyên đầu con sói. Tuy Diệp Huyên không dùng trấn hồn nhưng chiêu nhất kiếm định hồn vẫn có khả năng trấn áp cực cao, khiến lang hồn kia lập tức bị hủy diệt. Người đàn ông rú lên một tiếng thảm thiết, khi vừa rơi xuống đất thì đã bị một thanh kiếm chỉ vào trán. Diệp Huyên nhìn xuống, hỏi lại ngươi lần cuối, làm thế nào ngươi biết tên ta? Người đàn ông trừng hắn, phụ thân ta là yêu vương Mang Sơn, ngươi mà dám động. Diệp Huyên vung kiếm, đầu gã bay ra ngoài, đôi mắt vẫn còn trợn trừng đầy khó tin. Ta còn chưa nói hết mà. Diệp Huyên nhắm mắt lại, sau đó, có một sợi tơ màu đỏ máu chui ra từ bên trong thi thể người đàn ông, chậm rãi bay lên rồi quấn quanh người hắn. Mối nhân quả tai ách. Diệp Huyên thì thầm, quả nhiên là ngươi. Sau đó hắn bước vào tầng thứ 9, nơi cánh cửa tai ách đang trú ngụ. Hắn bước đến nói với nó, ta làm quen với Mộc Linh là để kết thiện duyên, nhưng cũng vì đó mà trở thành miếng mồi ngon trong mắt yêu thú dãy núi đại hoang. Sức hấp dẫn của tử khí là quá lớn, chúng sẽ tìm đến ta để có được nó.
mà chỉ cần ta giết chúng thì sẽ dính dáng đến càng nhiều ác duyên nhân quả hơn, đúng không? Cánh cửa không đáp. Diệp Huyên, người muốn ta tạo ra càng nhiều ác duyên, hay đúng hơn là muốn mượn tay yêu thú dãy núi Đại Hoang để giết ta, đúng không? Cửa tiếp tục im lìm. Diệp Huyên, yêu thú kia sở dĩ biết tên ta, là bởi vì ngươi, đúng không? Cánh cửa tai ách không chút phản ứng. Diệp Huyên chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Hắn đã không còn sợ hãi nguyên nhân tai ách như trước kia nữa. Chỉ cần không làm việc trái với lương tâm của mình, không thấy thẹn trong lòng là được, những thứ khác cần gì phải để ý. Hắn rời đi rồi, cánh cửa tai ách bỗng run lên. Diệp Huyên tiếp tục tiến bước bên ngoài tháp giới ngục. Hắn đã không thèm để tâm đến nguyên nhân tai ách nữa. Chỉ cần là chính mình, không thẹn với lương tâm, những thứ khác thì dẹp mẹ nó đi. Không bao lâu sau, một yêu thú bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn bằng đôi mắt tàn ác tham lam, loài người, ta nghe nói ngươi có tử khí, ngươi. Diệp Huyên chỉ trở tay vung kiếm, thủ cấp yêu thú đã văng ra xa, máu phun như suối. Hắn tiếp tục đi về trước, khi đến được nơi cuối đầm lầy, phía sau hắn đã la liệt mấy chục thi thể yêu thú. Vào lúc hắn chuẩn bị đi ra, một giọng nói sợ sệt bỗng vang lên từ bên phải, loài, loài người. Diệp Huyên nhìn sang, thấy một yêu thú bé nhỏ trông như hổ trắng với hai cái đuôi đang đứng đó. Biết nó đã bám theo mình một hồi lâu, hắn cười hỏi, có chuyện gì? Yêu thú chần chừ một phen rồi hỏi, loài người, có thể cho ta một chút tử khí không? Một chút thôi là được. Diệp Huyên quan sát nó một phen, ngươi cần nó để làm gì? Yêu thú nhỏ sợ sệt đáp, phụ thân ta bị thương nặng khi chiến đấu với kẻ khác, nếu không được chữa trị thì sẽ chết mất. Diệp Huyên, có thật là thế không? Nó vội nói, thật sự, nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn đi xem, ngài bằng lòng không ạ? Hắn cười, được, vậy dẫn ta đi đi. Yêu thú nhỏ lập tức kích động. Run rẩy đáp, ngài hãy theo ta. Thấy nó xoay mình chạy về nơi xa, Diệp Huyên cất bước đi theo đến trước một sơn động. Bên trong là một con yêu thú với thân hình tương đối đồ sộ, cả người bê bết máu. Thương thế này coi bộ không nhẹ, Diệp Huyên khẽ cau mày. Thấy hắn xuất hiện, yêu thú bỗng ngồi dậy, vươn tay kéo yêu thú nhỏ ra sau, hai mắt trừng trừng nhìn hắn đầy đề phòng, loài người. Diệp Huyên gật đầu. Yêu thú thấp giọng hỏi, người muốn gì? Hắn chỉ mỉm cười rồi vươn tay, để mấy chục tia tử khí trôi về phía nó. Yêu thú thấy vậy thì run giọng, đây là... Diệp Huyên chỉ khẽ ấn tay, để tử khí chui vào người yêu thú. Quỳnh! Một luồng linh khí tinh thuần lập tức tản ra quanh người yêu thú, các vết thương chẳng chịt bắt đầu lành lại với tốc độ khủng khiếp. Diệp Huyên chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Lại bị yêu thú run rẩy gọi lại. Chậm đã. Hắn quay lại, chỉ nghe nó nói cảm ơn. Diệp Huyên gật gù rồi lại rời khỏi sơn động, nào ngờ yêu thú nhỏ kia lại đuổi theo, khẽ khàng nói cảm ơn. Không có chi. Diệp Huyên cười cười, đoạn như nghĩ đến gì đó mà vươn tay, để mấy chục tia tử khí chui vào đầu yêu thú nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cả người nó run lên bần bật khi xương cốt kinh mạch được tử khí biến đổi. Số tử khí của tiểu tháp này là do linh tổ để lại, có thể thấy yêu thú nhỏ này về sau sẽ có tiền đồ vô hạn. Chỉ một chốc sau, một luồng khí tức đã toát ra từ người nó, chứng tỏ đã đột phá thành công. Yêu thú nhỏ lập tức quỳ xuống, run rẩy nói với Diệp Huyên, cảm ơn ngài. Hắn chỉ cười đáp, bảo trọng. Thấy hắn xoay đi. Yêu thú nhỏ lại lên tiếng. Xin chờ đã. Diệp Huyên quay lại, yêu thú nhỏ tần ngần một hồi rồi hỏi, ta thấy có rất nhiều yêu thú khác đến tìm ngài nhưng đều bị giết. Vì sao ngài không giết ta, lại còn cho ta nhiều tử khí đến vậy? Hắn cười, vì chúng đều muốn cướp của ta, còn ngươi thì lại đến xin, hiểu không? Yêu thú nhỏ tròn xoe mắt, ta không hiểu lắm. Về sau ngươi sẽ hiểu. Diệp Huyên bật cười rồi cất bước, biến mất ở nơi xa. Yêu thú nhỏ ở lại tại chỗ, cứ mãi nhìn theo hướng hắn đi, tựa như có điều gì suy nghĩ. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa,
Diệp Huyên đi đến một thung lũng với dãy núi cao ngất hiểm trở bao bọc bốn phía. Hắn cất từng bước chậm rãi, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về thiếu sót của mình. Khi dám đối diện với nội tâm, người ta sẽ phát hiện ra mình vẫn còn thiếu hụt ở rất nhiều chỗ. Mà khi đã nhận ra thì người ấy có thể thay đổi. Phải không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân mới chính là con người. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn quanh quất bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều khí thức mờ ảo đã rình rập theo dõi hắn từ lâu. Hắn lẳng lặng phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, vốn đây chỉ là một lần thí luyện đơn giản, nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Không sao cả. Với hắn mà nói, trên con đường sắp tới này, thần cản diệt thần, ma cản diệt ma. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng dừng bước khi nhìn thấy một con yêu thú xuất hiện gần đó. Nó có hình thù quái dị, thân bò đầu hổ, ba chân, lại đồ sộ vô cùng. Con người, để tử khí lại, ta tha cho mạng chó của ngươi. Nếu dám nói không. Âm thanh im bặt khi Diệp Huyên xuất hiện sau lưng nó, thu kiếm vào vỏ. Khi hắn nhấc chân đi về trước, con yêu thú phía sau đã bị chẻ đôi, máu phun như suối, trông khủng bố vô cùng. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên khi thấy chân trời vỡ ra. Một khắc sau, một luồng uy áp khổng lồ cuồn cuộn kéo đến như muốn khiến đất trời sụp đổ. Diệp Huyên đứng dưới nó chỉ như một chiếc thuyền con đơn độc giữa biển rộng. Nhưng hắn chỉ bước tới, lệ khí lóe lên trong mắt, cầu chết. Kiếm ý hùng mạnh phóng vút lên cao, đập vỡ chân trời khiến toàn bộ dãy núi đại hoang kinh hãi. Sau đó là kiếm ý tràn ra từ trong người Diệp Huyên, ùa về khắp bốn phía như thủy triều khiến không gian sôi lên sùng sục. Ở điểm cuối cùng của dãy núi đại hoang, một vị kiếm tu bỗng quay lại nhìn về nơi Diệp Huyên đang đứng, bật cười sau một thoáng ngẩn ngơ, hay cho hai chữ tìm chết. Rất hợp khẩu vị ta. Cầu chết. Cầu chết là một nỗi lòng, một sự phản kháng, cũng là một loại khí thế. Khi mới vào đại hoang, hắn chưa từng chém tận giết tuyệt những yêu thú mình gặp, gần như hắn đều hạ thủ lưu tình cả. Diệp Huyên hắn không lừa mình gạt người, cũng không bắt nạt ai cả, nhưng người khác muốn bắt nạt hắn ấy à? Tuyệt đối không được. Trong cơ thể Diệp Huyên có vô số kiếm ý phóng thẳng lên trời, những kiếm ý này cuối cùng hội tụ thành một vòng xoáy lớn. Mà phía cỗ uy thế cường đại ở phía chân trời đã bị luồng kiếm ý này ngăn lại. Thật ra đây không phải là kiếm ý, mà là kiếm thế. Một lòng cầu chết, tự thành khí thế. Diệp Huyên không ngờ rằng bản thân luôn ham muốn theo đuổi khí thế, vậy mà bây giờ lại dùng cách này để phô bày. Một người nếu đã có suy nghĩ sẽ chết, thì khí thế của hắn sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, người nọ mặc một bộ đồ lông thú, vóc dáng khôi ngô, hai mắt xanh thẳm, trên người tỏa ra một uy thế cực kỳ bá đạo. Yêu vương Mang Sơn. Trong 10 đại yêu vương Mang Sơn xếp hàng thứ 5. Yêu vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, trong lòng ông ta có chút khiếp sợ, bởi vì kiếm thế của Diệp Huyên lại có thể chặn được khí thế của ông ta. Ông ta là yêu vương một phương. Thống lĩnh mấy triệu yêu thú, trên người tự mang khí thế của vương giả, hơn nữa thực lực của ông ta đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, bởi vậy khí thế của ông ta tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể ngăn cản được. Nhưng tên loài người trước mắt này lại có thể chỉ dựa vào kiếm chống đỡ lại. Mà hắn cũng chỉ mới là thành đạo cảnh mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới bỗng rút kiếm chém lên, một luồng kiếm quang đâm thẳng về phía chân trời. Ra tay trước. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên không phải là thuấn sát nhất kiếm, cũng không phải là thuật rút kiếm, nó chỉ đơn giản là một chiêu kiếm, nhưng chiêu kiếm này khí thế hiển hách, như muốn xé toạc thiên địa. Phía chân trời, trong mắt yêu vương Mang Sơn lóe ra tia dữ tợn, loài người run rế. Vừa dứt lời, ông ta đã bước ra trước một bước, đánh xuống một quyền. Sức mạnh thân thể đơn thuần. Cú đấm này vừa tung ra, toàn bộ chân trời liền trở nên vặn vẹo. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã lao đến. Ầm ầm. Phía chân trời, một luồng kiếm quang bỗng vỡ vụn, Diệp Huyên lui về trên mặt đất, hắn vừa chạm chân xuống thì vùng đất hắn đứng lập tức đổ nát thành một vực sâu khổng lồ.
mà yêu vương mang sơn kia cũng bị đẩy lùi ra gần trăm trượng. Mà bây giờ trên nắm tay phải của ông ta đã có một vết kiếm cắt vô cùng sâu, có thể thấy được cả xương trắng ớn. Yêu vương mang sơn nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, loài người, người đã chọc giận bản vương rồi đấy. Vừa dứt lời, ông ta bỗng lao xuống từ nơi chân trời, nương theo tốc độ đáp xuống của ông ta, không gian lập tức bị phá vụn, nay nó đã hiến thành một mảnh đen kịt. Diệp Huyên ở phía dưới ngẩng đầu nhìn yêu vương mang sơn đang lao đến, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cầu chết! Khóe miệng Diệp Huyên cong lên một vệt dữ tợn, một khắc sau, hắn liền rút một kiếm ra chém. Thuật rút kiếm. Một chiêu kiếm tung ra, ánh kiếm chói lòa cả đất trời. Ầm ầm. Vùng không gian nơi Diệp Huyên đứng lập tức bị phá vụn, cùng lúc đó, cả người hắn bị chấn bay ngược ra ngoài, nhưng trong nháy mắt hắn bay ra đó, Diệp Huyên đã kịp dẫm chân phải về trước, bảo. Trong phút chốc, vùng không gian trước mặt hắn chợt bị ám vực bao trùm, ngay sau đó, toàn bộ không gian ở đó liền bị vô số kiếm khí cắt ngang tứ tung. Ầm ầm. Yêu vương mang sơn bị sức mạnh khi kiếm khí nổ tung chấn động lùi về sau liên tục hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt yêu vương mang sơn trở nên vô cùng khó coi, bởi vì toàn thân ông ta từ trên xuống dưới đã có mấy chục vết kiếm cắt, những vết kiếm này tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng với ông ta mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Ông ta mà lại bị một loài người chỉ mới thành đạo cảnh làm bị thương. Yêu vương mang sơn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, loài người đáng chết, ngươi. Nói đến đây, giọng nói ông ta im bặt, bởi vì Diệp Huyên đã vọt về phía trước. Đối với Diệp Huyên mà nói, đánh nhau thì cứ đánh đi, nói nhiều làm gì. Mấy đoạn hội thoại nhảm nhí trước khi đánh nhau là thứ hắn ghét nhất, dù gì cũng quyết sống chết, nói nhiều thêm mấy câu thì có ích gì à. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt yêu vương mang sơn, tiếp đó, hắn lại chém xuống một kiếm. Thuật rút kiếm. Chiêu kiếm này khí thế rúng trời. Yêu vương mang sơn giơ tay lên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên bị chấn động ra xa hơn mấy trăm trượng, nhưng một khắc sau, kiếm trong tay hắn đã biến mất. Thuấn sát nhất kiếm. Phía xa xa. Yêu vương mang sơn đưa tay phải lên chặn ngang lại, trên cánh tay lấp lóe ánh sáng. Ầm ầm. Yêu vương mang sơn chớp mắt đã lùi lại mười mấy trượng, ông ta còn chưa dừng lại thì Diệp Huyên lại chém một kiếm xuống. Khóe miệng yêu vương mang sơn cong lên nụ cười dữ tợn, tay phải ông ta siết chặt lại rồi đấm ra. Đơn giản nhưng mạnh mẽ. Ầm. Diệp Huyên lại bị đánh bay. Nhưng một khắc sau hắn lại vọt về phía yêu vương mang sơn. Tốc độ của chiêu kiếm này nhanh hơn khi trước, cũng mạnh hơn khi trước. Yêu vương mang sơn đột nhiên bước lùi một bước, ngửa đầu lên, mắt trợn to, trán nổi gân xanh, chân vào thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay nắm chặt, một luồng sức mạnh cường đại ngưng tụ ở đan điền ông ta, rồi nhanh chóng chuyển đến hai cánh tay. Một khắc sau, hai tay ông ta đột nhiên đan vào nhau, sau đó xoay ngang về phía trước. Trầm chu phá thiên. Ầm ầm. Trên hai cánh tay của yêu vương mang sơn có một luồng sức mạnh cường đại tựa như núi lửa đã tích tụ mấy nghìn năm bộc phát vậy, vùng không gian trước mặt ông ta chẳng mấy chốc đã bị xóa sổ, sức mạnh to lớn chấn động đến mức hất bay Diệp Huyên ra ngoài hơn vạn trượng, có điều trong nháy mắt Diệp Huyên bị thổi bay đó, trước mặt yêu vương mang sơn đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí năng lượng vật chất tối. Phải đến mấy trăm nghìn chuôi. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên gào lên, bảo. Ầm. Yêu vương mang sơn liền bị kiếm quang nhấn chìm. Ầm ầm. Trong thiên địa, không gian không ngừng đổ nát, đồng thời còn đang điên cuồng lan tràn ra khắp xung quanh, rằng có phải hơn một phút thì đất trời mới chậm rãi khôi phục lại sự tĩnh lặng, mà giờ khắc này, Diệp Huyên và yêu vương mang sơn đang cách xa nhau mấy vạn trượng. Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng. Nơi khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi chảy ra, nhất là sắc mặt hắn hiện tại đã trắng bệch không chút huyết sắc. Bạo kiếm vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn. Mà phía xa, tình trạng của yêu vương mang sơn cũng không tốt đẹp hơn Diệp Huyên bao nhiêu, toàn thân ông ta từ trên xuống dưới đã trải đầy vết kiếm, có nhiều chỗ đã be bét máu thịt, thấy được cả xương trắng.
Cơ thể ông ta rất mạnh, nhưng không thể chịu nổi vụ nổ lớn như vậy. Có điều cũng may, tuy ông ta bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Yêu vương Mang Sơn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở cách đó khá xa, ông ta đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nắm chặt lại, ngưng sơn ấn. Bên ngoài mấy vạn trượng, một quả núi lớn bỗng đổ nát, một khắc sau, quả núi kia liền ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ dài đến nghìn trượng, mà lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng biến mất tại chỗ. Tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ yêu vương Mang Sơn kia tung đại chiêu. Ưu thế của hắn là tốc độ, hắn nhất định phải khuếch trương ưu thế này lên. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, sắc mặt yêu vương Mang Sơn lập tức thay đổi, ông ta không thể dừng triển khai ngưng sơn ấn được, bởi vì đã không còn kịp. Trong lúc còn đang suy nghĩ, kiếm quang của Diệp Huyên đã chém đến. Yêu vương Mang Sơn vội thu tay phải lại, sau đó tung ra một quyền, cú đấm nổ tung, không gian trước mặt ông ta liền biến thành một hố đen. Chiêu kiếm của Diệp Huyên bị một luồng sức mạnh cực đại ngăn lại, mà lúc này, yêu vương Mang Sơn đột nhiên tung ra một quyền bằng tay trái, cú đấm này nhắm thẳng vào mặt Diệp Huyên. Thấy thế, trong mắt Diệp Huyên đột nhiên co rụt lại, hắn cũng không dám cậy mạnh lãnh chọn cú đấm này của yêu vương Mang Sơn, thế là liền vung ngang kiếm đỡ lại. Dưới một quyền này, Diệp Huyên lập tức bị chấn động bay ra ngoài xa hơn nghìn trượng. Yêu vương Mang Sơn đang định thừa thắng xông lên thì đột nhiên, trong mắt ông ta co lại, lập tức khép chặt hai mí mắt lại. Một luồng kiếm quang đâm thẳng lên trên mí mắt của ông ta, yêu vương Mang Sơn bị đẩy lùi vài chục trượng, mà lúc ông ta mở mắt ra được thì thanh kiếm kia đã trở về trong tay Diệp Huyên. Đối với tốc độ kiếm của Diệp Huyên, yêu vương Mang Sơn cũng không dám lơ là chút nào, phải nói là ông ta có chút kiêng dè với tốc độ của Diệp Huyên. Nếu kiếm của Diệp Huyên mạnh hơn chút nữa, có thể đánh nát phòng ngự của ông ta thì ông ta đã không dám đánh với hắn. Nhưng ông ta phát hiện, kiếm của Diệp Huyên đang dần dần mạnh lên. Tên loài người trước mặt này đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, yêu vương Mang Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn đủ chưa? Vừa dứt lời, một tiếng cười bỗng vang lên từ xa, yêu vương Mang Sơn, xem ra ngươi không tóm được hắn rồi. Nương theo giọng nói vang lên, phía sau yêu vương Mang Sơn bỗng xuất hiện một người đàn ông, người này mặc một bộ áo bào màu đen rộng thùng thình, hai tay giấu trong vạt áo. Yêu vương Cổ Nguyệt là người xếp thứ tư trong 10 đại yêu vương, vừa vặn đứng trước yêu vương Mang Sơn một hạng. Yêu vương Mang Sơn liếc nhìn Cổ Nguyệt, liên thủ đi. Yêu vương Cổ Nguyệt cười nói, Mang Sơn, tên loài người này đúng là không đơn giản. Yêu vương Mang Sơn vô cảm hỏi lại, không đơn giản thế nào. Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên ở phía xa, vẫn cười bảo, kiếm tu trẻ tuổi như vậy mà đã có sức chiến đấu khủng bố, người nói xem, hắn có thể là người bình thường không? Yêu vương Mang Sơn đang định nói chuyện thì lúc này, Diệp Huyên ở bên kia bỗng nói, các ngươi không biết ta à? Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên, tất nhiên là biết chứ, người tên là Diệp Huyên, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta có hơi tò mò, sao các ngươi lại biết ta được? Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, có một người thần bí nói cho chúng ta biết, trên người ngươi có một món bảo vật, chính là tử khí thần bí kia, tử khí này có thể thay đổi huyết thống của yêu thú, giúp yêu thú đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân. Người bí ẩn kia nói không sai đúng chứ? Diệp Huyên lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó hỏi, người thần bí kia là ai? Yêu vương Cổ Nguyệt lắc đầu. Không biết. Không biết. Sao thế, ngươi cũng không biết à? Trong mắt Diệp Huyên ánh lên tia nghi hoặc, người thần bí. Là cánh cửa tai ách sao? Yêu vương Cổ Nguyệt bỗng nói, loài người, ngươi đưa tử khí kia cho chúng ta sẽ cho ngươi đi qua, thấy sao? Diệp Huyên nhìn Cổ Nguyệt, ta không cảm thấy gì cả. Nói rồi, hắn cầm kiếm chĩa vào yêu vương Cổ Nguyệt, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn biết, hiện tại chắc chắn không chạy được nữa. Nếu không chạy được thì chiến. Còn đánh thắng hay đánh thua không quan trọng nữa, quan trọng là không thể thua khí thế. Thật ra trong lòng hắn cũng hơi sợ sợ. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, một lát sau, hắn bỗng cười nói, chỗ dựa của ngươi là kiếm tu đi cùng kia đúng không?
ta có thể nói cho ngươi biết, hắn ta không cứu được ngươi đâu, bởi vì hiện tại hắn ta còn khó bảo toàn tính mạng nữa là. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, đột nhiên hắn cảm thấy mình không cần phải sợ nữa. Kiếm tu. Gương mặt Diệp Huyên lộ vẻ cổ quái, hắn không ngờ đám yêu vương này lại dám đi tìm kiếm tu kia. Diệp Huyên do dự một thoáng sau đó nói, ta thật sự không hiểu cho lắm, mục tiêu của các ngươi chẳng phải là ta sao? Thế còn đi tìm kiếm tu kia làm gì? Yêu vương Cổ Nguyệt cười nói, hắn ta đi cùng ngươi còn gì? Diệp Huyên chớp mắt, các ngươi sợ hắn giúp ta à? Yêu vương Cổ Nguyệt gật đầu, đúng. Thế nên để phòng ngừa, chỉ có thể tiêu diệt hắn trước. Xử lý kiếm tu sao? Vẻ mặt Diệp Huyên lại càng kỳ quái hơn nữa. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên, người biểu lộ cái quái gì thế? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta có được nói thật lòng không? Yêu vương Cổ Nguyệt cười đáp, tất nhiên. Diệp Huyên nhếch môi cười, giơ ngón cái lên, làm tốt lắm. Tìm kiếm tu ấy hả? Không thể không nói, trong lòng Diệp Huyên lúc này vui tới mức bụng phát đau luôn rồi. Thế gian này không chỉ có những người thích tự cho là đúng, mà ngay cả yêu quái cũng chẳng khác gì. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên, trong lòng thoáng trào dâng đôi phần bất an, gã quay đầu nhìn, lẽ nào tên kiếm tu kia mạnh lắm sao? Bên trong tháp giới ngục của Diệp Huyên, cánh cửa tai ách đột nhiên rung động mạnh, xung quanh cánh cửa có huyết lôi lấp lóe, như thể đang rất tức giận. Nơi tận cùng của dãy núi Đại Hoang. Kiếm tu đứng giữa tinh không, quét mắt nhìn khắp cả vùng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thật ra, ông dẫn Diệp Huyên đi khắp nơi, chỉ điểm cho hắn, vốn dĩ là vì nể mặt người đàn ông mặc thanh sam. Con của cố nhân mà, tất nhiên phải giúp đỡ đôi chút rồi. Nhưng càng tiếp xúc thì ông càng nhận ra Diệp Huyên rất hợp với mình. Hơn nữa, ông lại đột nhiên phát hiện, cứ chỉ điểm cho Diệp Huyên từng chút một như thế, nhìn cậu ta ngày càng trưởng thành, ông lại càng có cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện cách chỗ kiếm tu không xa. Người đàn ông mặc trường bào màu xám, tóc dài xõa trên vai, hai tay chắp sau lưng, giữa trán lộ rõ khí phách đặc biệt. Yêu vương Hách Liên. Xếp thứ hai trong thập đại yêu vương. Yêu vương Hách Liên nhìn dãy núi Đại Hoang xa xa, cười nói, trong đám loài người có mấy tên kiếm tu khá mạnh, ta đều gặp cả, chỉ chưa thấy ngươi. Kiếm tu thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi xa xăm trong dãy núi Đại Hoang, có chuyện gì? Yêu vương Hách Liên nhìn về phía kiếm tu, cười, đánh hai chiêu. Kiếm tu liếc yêu vương Hách Liên một cái, lắc đầu, ngươi không xứng. Biểu cảm trên mặt yêu vương Hách Liên cứng đờ, lát sau, hắn ta bật cười ha hả, đây là lời khôi hài nhất mà ta từng nghe đấy. Hắn ta biết chắc chắn kiếm tu trước mắt mình lúc này không hề tầm thường, bởi vì hắn ta không cảm nhận được khí tức của kiếm tu. Nhưng câu này của kiếm tu cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng rồi đấy. Hắn ta không xưng ư. Lần đầu tiên yêu vương Hách Liên hắn lại bị kẻ khác coi thường tới vậy. Yêu vương Hách Liên quay lại, đối diện với kiếm tu, cười nói, kiếm tu loài người, nào. Ta nhường ngươi ba kiếm. Trong lời nói ngập tràn tự tin. Kiếm tu chớp mắt, quay đầu nhìn về phía yêu vương Hách Liên, chém ba kiếm. Yêu vương Hách Liên gật đầu, ba kiếm. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ thì năm kiếm cũng được. Kiếm tu lắc đầu, ta không có ý sỉ nhục các hạ, nhưng thật sự thì các hạ không xứng để ta rút kiếm. Mong các hạ hãy tự mình hiểu lấy, đừng làm khó ta. Yêu vương Hách Liên nhìn chằm chằm kiếm tu, hai tay nắm chặt, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, ta xin ngươi rút kiếm vậy. Kiếm tu chém ra một kiếm. Một chiêu kiếm vô cùng bình thường. Nhưng trong giây lát kiếm tu rút kiếm ra, con người của yêu vương Hách Liên bỗng nhiên co rụt, hắn ta ngồi chồm hổm, đan hai tay trước ngực để chặn lại, thân tựa đá tảng, vững như thành đồng. Sở dĩ hắn ta tự tin tới vậy là bởi nhục thể của hắn ta không phải thần cảnh, mà chính là vĩnh hằng cảnh. Trong cả dãy núi Đại Hoang, nhục thể của hắn ra ít nhất có thể chiếm ba vị trí đầu. Thế nhưng, lúc chiêu kiếm kia của kiếm tu chém tới hai tay của yêu vương Hách Liên, tay hắn ta liền bị cắt phăng, ngay sau đó, chiêu kiếm liền xuyên qua giữa trán yêu vương Hách Liên. Hiện trường đột nhiên tĩnh lặng,
Yêu vương Hách Liên nhìn kiếm tu, hai mắt đờ đẫn, không, sao có thể. Giờ phút này, trong lòng yêu vương Hách Liên đã sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì hắn ta đang biến mất từng chút một, không phải chết theo cách thông thường mà bị xóa bỏ dần dần. Yêu vương Hách Liên nhìn chằm chằm kiếm tu, rốt cuộc ngươi là ai? Kiếm tu khẽ cười, chỉ là một kiếm tu bình thường, một kiếm tu muốn chết mà thôi. Nói rồi, ông lại liếc yêu vương Hách Liên, mỉm cười, ta rất hâm mộ ngươi, vì ngươi có thể bị giết chết, còn ta, dù muốn chết nhưng không một ai có thể giết được. Yêu vương Hách Liên. Chỉ chốc lát, yêu vương Hách Liên đã hoàn toàn biến mất. Cứ thế bị xóa sổ trên đời. Một chiêu kiếm chặt đứt tất thảy. Trong dãy đại hoang sâu thẳm, Diệp Huyên, yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn vẫn đang đối chọi. Yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn không hề xuất chiêu, bọn chúng đang chờ tin tức của yêu vương Hách Liên. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì. Trước mặt hai tên yêu quái, Diệp Huyên vẫn đang chậm rãi trị thương. Hắn biết, bất kể kẻ nào tới tìm kiếm tu kia, kiểu gì cũng sẽ chết thôi. Vì ông ấy là một trong ba thanh kiếm mà. Là người có cấp bậc tương đương với thanh nhi đấy. Cánh cửa tai ách ngầu như thế, mà lúc đứng trước vị kiếm tu đó còn chẳng dám hó hé tí gì. Thật ra, hiện giờ hắn đang có mấy kế hoạch hơi âm hiểm, chỉ là không thể thực hiện được. Bởi vì hắn đã đồng ý với kiếm tu sẽ dùng chính thực lực của bản thân để ra ngoài, chứ không chơi ăn gian. Lúc này, lông mày của yêu vương Cổ Nguyệt đột nhiên nhíu chặt. Yêu vương trầm giọng hỏi, sao thế? Yêu vương Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía chân trời, ta không liên lạc được với yêu vương Hách Liên. Yêu vương nhíu mày, xảy ra chuyện rồi à? Yêu vương Cổ Nguyệt im lặng một lát, sau đó nói, người đi coi thử xem. Yêu vương Mang Sơn gật đầu, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên, người bình tĩnh lắm. Diệp Huyên cười, thật ra ta cũng hơi luống cuống đôi chút. Yêu vương Cổ Nguyệt cười nói, ta không nhìn ra cơ đấy. Diệp Huyên cất lời, người có từng nghĩ tới chuyện tại sao người thần bí kia lại đến và nói cho các ngươi rằng trên người ta có tử khí. Yêu vương Cổ Nguyệt nheo mắt, ý ngươi là người kia lợi dụng chúng ta để giết ngươi. Diệp Huyên cười đáp, ngươi thấy sao? Yêu vương Cổ Nguyệt im lặng. Thật ra gã cũng luôn nghĩ về vấn đề này. Tại sao đối phương lại nói với bọn chúng rằng tên này có tử khí nhỉ? Rất hiển nhiên, đối phương muốn lợi dụng nhóm nó để giết chết cái tên trước mắt này. Nhưng vấn đề cũng mò tới rồi. Rốt cuộc cái tên này là ai? Sắc mặt yêu vương Cổ Nguyệt dần âm trầm, bởi vì gã phát hiện có vẻ mọi chuyện cũng không đơn giản. Có kẻ muốn mượn tay bọn chúng để diệt trừ người này. Nói đơn giản thì là có lẽ có kẻ muốn lợi dụng dãy núi Đại Hoang. Ở một bên khác, yêu vương Mang Sơn xuất hiện trước mặt kiếm tu, cứ thế nhìn một hồi, sau đó tay phải chậm rãi nắm lại, yêu vương Hách Liên đâu. Kiếm tu nói, chết rồi. Nghe thấy vậy, trong mắt của yêu vương Mang Sơn bỗng co lại, chết rồi. Kiếm tu gật đầu. Yêu vương Mang Sơn nhìn chằm chằm kiếm tu, người giết. Kiếm tu gật đầu. Yêu vương Mang Sơn nhìn kiếm tu một lát, rồi im lặng rời đi. Ông ta không nghi ngờ lời kiếm tu, vì trực giác đã mách bảo ông ta rằng kiếm tu này rất nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, yêu vương Mang Sơn đã về tới chỗ yêu vương Cổ Nguyệt. Yêu vương Mang Sơn trầm giọng nói, kiếm tu kia nói Hách Liên chết rồi. Chết rồi, yêu vương Cổ Nguyên nhìn yêu vương Mang Sơn, ngươi chắc chứ? Yêu vương Mang Sơn trầm giọng đáp, tên kiếm tu đó nói vậy. Sắc mặt yêu dương Cổ Nguyệt thoáng âm trầm, nhưng có thấy thi thể Hách Liên không? Yêu dương Mang Sơn lắc đầu, yêu vương Cổ Nguyệt nhìn yêu vương Mang Sơn, ngươi có biết thực lực của tên kiếm tu đó không? Yêu dương Mang Sơn lại tiếp tục lắc đầu, không cảm ứng được. Không cảm ứng được. Sắc mặt yêu vương Cổ Nguyệt lại càng trầm xuống thấy rõ. Thực lực của yêu vương Hách Liên xếp thứ hai trong thập đại yêu vương, hơn nữa cũng coi như một kẻ luyện thể tu được tới cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Nếu tên kiếm tu kia giết chết được yêu vương Hách Liên, vậy thì thực lực của kẻ này. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên vốn định chém gió, nhưng nghĩ tới chuyện đã đồng ý với kiếm tu rằng không chém nữa liền tức giận cầm kiếm chỉ vào yêu vương Cổ Nguyệt, bớt thừa lời, muốn đánh thì cứ đánh. Yêu vương Mang Sơn. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, địch mợ, tên loài người này phách lối phết đây. Yêu vương Mang Sơn ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ngươi đừng tưởng có kẻ chống lưng thì thoải mái phách lối, bổn vương cho ngươi biết, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên cả giận nói, phí lời, chúng ta đánh. Nói rồi, hắn xông thẳng về phía yêu vương Mang Sơn. Xoẹt. Kiếm quang lao đi vùn vụt. Thấy vậy, yêu vương Mang Sơn liền giận tím mặt, láo toét. Và ông ta cũng nhanh chóng xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hàng tá kiếm quang bị chấn động làm cho nổ bể, Diệp Huyên thì bị đánh bay ra cách đó hơn trăm trượng, nhưng bản thân yêu vương Mang Sơn kia cũng phải lùi lại mất chục trượng. Hơn nữa, trong quá trình ông ta bị đánh lui, không ngừng có phi kiếm chém về phía ông ta. Uinh uinh! Yêu vương Mang Sơn bị số phi kiếm kia chém cho phải khẩn cấp lùi lại, sau khi lùi hơn trăm trượng, ông ta đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Uinh! Số phi kiếm kia lập tức vỡ nát. Nhưng lúc này, Diệp Huyên lại thình lình xuất hiện trước mặt ông ta, chém xuống một kiếm. Thuật rút kiếm. Sau khi hắn chém xong, kiếm quang như tuyết, không gian cứ thế nứt ra. Trong mắt yêu vương Mang Sơn lóe lên tia độc ác, dùng một quyền đón đầu chiêu kia. Ầm ầm. Không gian xung quanh bọn họ lập tức nổ tan tành, mà sức mạnh của Diệp Huyên không đọ lại yêu vương Mang Sơn. Tiếp tục bị đánh bay ra ngoài, song trong quá trình hắn bay đi đó, không gian đen kịt xung quanh yêu vương Mang Sơn đột nhiên nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.